các chị ơi, tranh thủ vào live liền để mình xăm nha các chị yêu nha. Rất là nhiều mẫu ngày hôm nay giá sốc cho các chị mình luôn, chỉ từ 99k thôi, có cả đồ bộ giá sốc nữa nha các chị. Thì bây giờ tranh thủ mình chia sẻ live liền dùm em đi nào cả nhà ơi. Chia sẻ trên tường nhà cũng như là chia sẻ vào các cái nhóm dùm em tối thiểu 3 lần ở bất cứ nơi đâu nha. Rồi đầu tiên thì nhớ dành ra vài giây đi các chị, chia sẻ và chị và chuẩn bị sẵn số điện thoại để đặt hàng nha. Những cái mẫu sản phẩm ngày hôm nay số lượng rất là ít. Em lên cho mình mẫu này trước, đầu bộ DA1217 này trước đi ha. 1217 ngày hôm nay em xả 159k. Lưu giúp em nha, sau mẫu này em sẽ lên đầm 99k, tranh thủ đợi mọi người chia sẻ em sẽ lên trước một cái mẫu đồng giá 159 trước. Sau mẫu này là sẽ có đầm 99k cho các chị mình luôn. Nên là các chị tranh thủ chia sẻ liền nha. Hôm nay là tranh thủ đi các chị ơi, chậm tay là hết ngay. Đây là 1217 nha cả nhà. 1217 nha, đồ bộ nha các chị, có túi hai bên và quần là có lưng thun cho các chị mình đây. Rồi em sale luôn 159k, bình thường mẫu này các chị mua 249k. Hôm nay em sale luôn 159k mẫu này. 159k mẫu này nha, em còn cho mình là 7 size M nè, 19 size L và 2 size 2X cuối cùng nha. Sale luôn, xả luôn 159k. 159k mẫu này chị nào lấy nhanh tay đặt hàng ngay bây giờ cho em luôn. DA1217 và kèm số điện thoại. Em chào các chị mình mới vô, tranh thủ mình vào xăm sale nha cả nhà ơi. Rồi chia sẻ like liền giùm em đi nào cả nhà ơi. Em dành cho mình vài phút để mình chia sẻ, nên là tranh thủ em lên trước một cái mẫu 159k trước cho mình đó. Sau mẫu này là có 99k liền cho cả nhà mình luôn nha. Rồi bây giờ đồ bộ em đang mặc trên người. Đồ bộ em đang mặc trên người đây là DA1217, giá em sale là 159k mẫu này nha. Quần có túi cho mình đây và có lưng thun co giãn cho các chị mình luôn nha. Hiện tại mẫu này em gần cháy hàng rồi, em còn ít thôi. Size M, size L và size 2X nha. Size M, size L và size 2X, giá này sale luôn cho mình 159k. Đồ bộ nha cả nhà, và tới phần cổ chân luôn nè các chị ha. Form này thì mặc rất là dễ chịu và thoải mái cho mình. Giá ngày hôm nay xả kho 159k. 159k mẫu này chị nào lấy mình đặt hàng ngay bây giờ cho em luôn. 1217 và kèm số điện thoại cho em nha. 1217 kèm số điện thoại, sale giá 159k. Rồi các chị chia sẻ xong chưa nè cả nhà ơi, chuẩn bị em lên đầm 99k cho mình luôn. Chị nào mình lấy mẫu này đặt hàng sớm giùm em nha. Chị nào mình lấy mẫu nào đặt hàng sớm giùm em luôn là mã hàng với điện thoại cho em nè. Mẫu em đang mặc trên người đây là DA1217 nha. Sale 159k mẫu này. Rồi lên 99k cho mình xanh luôn ha. Đợi em một chút xíu nha, chị nào mình lấy mẫu nào đặt liền giùm em là mã hàng với số điện thoại em chốt đơn luôn nha. Rồi em lên mẫu 99k. Ai có chia sẻ sẽ được lên đơn nha. Mẫu đầm này là em sale 99 nè. Rồi đây mẫu này thì em còn sốt kho. Hồi sáng nay em like là em báo cái chị là còn size M với lại size gì ta, size XL đúng không? Nhưng mà hôm nay nãy em vừa lên kho thì em thấy còn sốt kho lại cho mình size 2X nữa cơ, chưa có nhập số lượng nè. Thì bây giờ em sẽ nhập số lượng luôn và em sale luôn cho mình. Hiện tại mẫu này còn sót lại cho mình size M và size 2X 99k. Một cái size M và hai cái 2X thôi nha. 99k áp dụng cho ai có chia sẻ nha. Áp dụng cho ai có chia sẻ em chốt cho mình giá này. Rồi 1162 99k. 1162 99k nha tay các chị ơi, chất von. Bên trong là lót phun cô tông cho mình, có túi hai bên cho cả nhà mình luôn. Rồi đầm này thì các chị là size 2X thì tầm 65kg trở xuống nha. Còn size M thì 52kg trở xuống mặc vừa, giá 99k áp dụng cho ai chia sẻ nha. Giá 99k áp dụng cho ai chia sẻ, có chia sẻ mới lên đơn nha cả nhà ơi. 68kg em không có sao rồi chị Phương Mai ơi. Rồi 1162 99k. 1162 99k nhanh tay nha cả nhà, hai lớp nha các chị. Rồi 1162 chị cộng tú sale giá 99k, có chia sẻ ok chị nè. Chị nào có chia sẻ em chút đơn nha. Chị Lan Anh ơi, kèm thêm cho em số điện thoại nha. 1162 99k nè. Có số điện thoại, có mã số và kèm thêm cho em lượt chia sẻ em chút đơn. Hiện tại em còn cho mình size M và size 2X nha. Áp dụng cho ai có chia sẻ em chút đơn hàng cho mình. Đầm này với giá 99k nha. Ok chị Phượng Bích, chị Phượng Bích ơi, kèm thêm cho em lượt chia sẻ nữa đi chị ơi, để bên em chốt nha. Rồi mẫu tiếp theo lên 99k nữa nè. Mẫu tiếp theo lên 99k cho mình đây. Rồi size S em không có nha chị Uyên Chi ơi. Và mình nhớ đặt hàng là mình kèm mã với số điện thoại, với lại là có lượt chia sẻ giùm em. 99k tiếp theo có là 1164.
1164 em còn cho mình size L 99k mẫu này, mã 1164 nhanh tay nha. Lụa Nhật có túi hai bên nè, trên một lớp và dưới là hai lớp cho các chị. Cái này nó có co giãn cho mình luôn. Giá là em sale hôm nay 99k. Mã đây là 1164 size L nha các chị ơi. Size L nha. Rồi còn đúng một cái cuối cùng sale 99k dành cho ai có chia sẻ nha. Dành cho ai có chia sẻ em chút đơn cho mình mẫu này giá 99k. 1164 và kèm số điện thoại cho em 1164 nha cả nhà ơi, 99k. 99k mã 1164 rồi, tranh thủ lên đơn liền giùm em. Nhớ chia sẻ like giùm em luôn trên tường nhà và chia sẻ vào nhóm giùm em nha. Rồi tiếp tục nè, em sẽ có cho mình mẫu này nè, sale shop cho các chị mình luôn, đợi em vài giây nha. Chị nào mình ước mẫu nào đặt hàng sớm giùm em là mã nè. Với số điện thoại em chốt đơn liền trên like cho cả nhà. Vẫn còn những cái sản phẩm giá 99k nhưng mà em đợi mọi người chia sẻ thêm một chút xíu nữa đi, hiện tại lượt chia sẻ hơi bị ít đó. Mình comment mã với số điện thoại chứ không phải comment 99 đâu chị, 99k là giá tiền mà. Mình comment mã kìa cả nhà ơi. Rồi bây giờ mẫu này của em là 1168, hiện tại ở đây em còn cho mình đó là khoan để em xem coi mẫu này sao gì ta. XL. Rồi ok, mẫu này còn cho mình là mẫu này em còn cho mình là hai cái size XL nha. Hai cái size XL và còn lại là em chỉ còn 20 cái size 2X thôi. Và mẫu này em sale luôn xả hàng nha. 119k. 119k nha cả nhà ơi. Mã này là 1168. Ai lấy mẫu này đặt tiền giùm em. 1168 119k xả hàng nhanh nhanh tay cả nhà ơi. 119k mẫu này. Rồi tranh thủ lên đơn liền giùm em nha. 42kg hả chị, mình mặc tầm size nhỏ nhất là size M chị nha. Rồi bây giờ đầm này của em là 1168. 1168 em còn cho mình hai cái size XL và còn 20 cái size 2X. Em xả lỗ 119k áp dụng cho chị nào có chia sẻ like nha. Áp dụng chị nào có chia sẻ like trước cho mình mẫu này với giá chỉ có là 119k mẫu này nha. 119k chị nào đặt hàng comment liền giùm em ngay bây giờ luôn. 119k mẫu đầm em đang mặc trên người. Lên đơn hàng sớm ngay bây giờ cho em luôn nha cả nhà ơi. DA1168 và kèm số điện thoại 119k. Size XL và size 2X xả lỗ nha. 119k mẫu này. Vậy thì là lụa mango cho các chị mình ha. Vậy này mình mặc rất là êm và có co giãn cho các chị mình luôn nè. Đó, có co giãn nhẹ cho các chị và nó xếp ly vuông từ trước ra tới đằng sau, nó giúp mình treo bụng rất là tốt. 65kg trở xuống mặc vừa chị ơi. Đầm này bây giờ còn XL 2X thì tầm 55-65kg mặc vừa. Ngày hôm nay sẽ sale luôn cho mình với giá chỉ có là 119k. Chị Hạnh Lê ơi, để kiểm tra đơn hàng mình inbox cho em kèm số điện thoại có bộ phận tư vấn riêng sẽ kiểm tra đơn của mình riêng cho mình để mấy bạn báo cho mình biết nha. Tại vì trên live thì em không có kiểm tra được đâu cả nhà. Rồi 1187 hay chị còn, nhưng mà hình như nó còn có 2 size XL với 2X thôi chị ơi. Chị có vừa không chị? Nó còn 2 size XL 2X thôi chị. Mẫu đó em sale là 299 nha. Rồi bây giờ 1168 giá này sale xả 119k. 119k chị nào lấy đặt tiền giùm em. Chỉ có giá 119k mẫu này thôi nha cả nhà ơi. Lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn nè. Comment cho em là mã với số điện thoại cho em nha. Mã này là 1168 sale giá 119k. 1168 119k. Rồi tiếp tục em lên hàng 99k cho mình đây. Em lên hàng 99k cho cả nhà mình đây, đợi em vài giây nha. Chị nào mình lấy mẫu nào đặt sớm giùm em. Mã với số điện thoại em chốt đơn rồi, đây em có đồ bộ nữa nè. Em có đồ bộ mẫu này 99k cho các chị mình ở đây nè. Các chị chia sẻ xong chưa ạ? Ai chưa chia sẻ thì mình chia sẻ like giùm em liền nha. Ai chưa chia sẻ thì mình chia sẻ like giùm em liền nha. Để em chốt cho mình luôn nha cả nhà ơi. Mẫu này của em đây, các chị 99k thôi nha, 99k mẫu này thôi, quá là rẻ cho cả nhà mình luôn nè. Chị nào mình lấy mẫu này thì mình chia sẻ like liền giùm em và mình đặt hàng sớm ngay bây giờ cho em nha. Hôm nay sale cái giá này làm sao lỗ luôn á. Hôm nay sale giá này sao lỗ luôn đó cả nhà ơi, chứ không có lờ luôn nè. Mẫu này em sale cho cả nhà mình ngày hôm nay chỉ có giá là 99k, có tin nổi hay không cả nhà ơi. Quá rẻ luôn, 99k. Sale giá này là giá lỗ luôn. Chủ yếu hôm nay em sale là lấy lượt tương tác nha, lấy lượt chia sẻ. Có ai chia sẻ like sẽ được chốt mẫu này giá 99 nha. Bình thường mình mua bộ này là 229k,
Thì hôm nay em chốt luôn 99k, có chia sẻ là có sale, có chia sẻ là có đơn cho em luôn. Quần có túi hai bên cho mình và quần là có lưng thun nha các chị. Quần là có lưng thun cho cả nhà mình luôn. Nên là khi các chị mặc rất là thoải mái cho mình ha. Rồi form quần là form quần lửng cho các chị mình đây. Và form áo là form áo rộng nên là các chị mặc thoải mái cho em luôn ha. Có nút phía trước nè. Vải này tôn lụa mềm êm mát và không có bị nhăn nhầu luôn. Mã này là DA1239, giá sale 99k. Comment cho em 1239 và kèm xin thoại cho em nha. 99k bộ em đang mặc trên người ạ. 1239 và kèm xin thoại 99k, quá là rẻ luôn nha cả nhà ơi. Ok, chị Tuyết đăng 1239 sale 99k. Nhớ chia sẻ dùm em nha cả nhà. Có chia sẻ là được sale liền ạ. Hôm nay em chấp nhận sale mẫu này lỗ vốn luôn, em chỉ cần là lấy lượt chia sẻ thôi. Có chia sẻ là có đơn nha. 99k bộ em đang mặc, mã này là DA1239. 1239 và kèm xin thoại nhanh tay cả nhà ơi, chị đã nhận được 1205. Đẹp ưng ý lắm, cảm ơn. Xin shop lượng nhật mát và độ dày vừa. Nếu có lượng nhật hay nhí thì lên nhé. À rồi, ok, em cảm ơn chị Mai Phương nhiều, cảm ơn chị. Đợt này thì lại tiếc quá là lượng nhật hoa nhí thì em chưa có rồi. Tí nữa em sẽ giới thiệu cho mình 1205 luôn nha. Rồi bây giờ cả nhà ơi, đầm em đang mặc trên người là 1239, có chị nào lấy đặt liền. Mẫu này là em đủ size luôn á. Mẫu này là em đủ size luôn, ML, XL và 2X. ML, XL và 2X cho cả nhà mình luôn. 99k bộ em đang mặc nha các chị, mặc cực kỳ là thoải mái luôn. 1239 kèm xin hỏi, à để em báo giá nữa. Đây là một cái giá rẻ nhất trong lịch sử luôn. Bây giờ mới báo giá cho bộ phận tư vấn viên chốt này, nãy giờ quên báo luôn nè. 1239 99k. Hôm nay là sale lấy tương tác nha các chị, nhớ chia sẻ like dùm em. 1239 giá 99k. Rồi 40kg đến 65kg là vừa. Lên đơn liền dùm em nha. 1239 cho chị Ngọc Châu sale giá 99k. 1239 cho chị Thúy Thúy Nguyễn sale giá 99k. Ai lấy mẫu này mình đặt hàng liền dùm em ngay bây giờ nha. Đẹp chút sale liền trên like cho cả nhà mình luôn. DA1239 và kèm số điện thoại cho em nè. 99k bộ em đang mặc trên người rẻ chưa nè cả nhà ơi. Chị nào mình lấy mẫu này đặt liền dùm em 1239 và kèm cho điện thoại liền nha. 1239 và kèm điện thoại 99k. Duy nhất trên like này ha cả nhà ơi. Lên đơn liền dùm em. Ok chị Uyển Dương này, nhớ kèm thêm cho điện thoại em chút đơn nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người đây, quần là quần lửng lửng và có túi hai bên cho các chị. Và quần là sẽ có lưng thun, nên là nếu như mà chị nào có eo có vòng bụng to thì các chị mặc không lo bị chật. Vải này là tôn lụa nha, mềm êm mịn mát cho các chị mình luôn nha cả nhà ơi, nên mình yên tâm luôn. Rồi phía trước nó có nút cho các chị mình đây. Form này mặc thoải mái cực kỳ. Rồi phía đằng sau của nó này cả nhà ơi, mã này của em là DA1239. 1239 giá 99k, chị nào lấy đặt liền dùm em 1239 nha. Đừng quên là mình nhấn theo dõi trang và chia sẻ like dùm em, tại vì cái giá này em sale chủ yếu là em lấy tương tác thôi. Giá hôm nay sale là 99k. 99k mẫu này nha. Mã này là 1239. Chị nào lấy bộ em đang mặc trên người đặt liền, em có đủ size luôn. Mẫu này em có được size luôn ML, XL và 2X cho các chị. ML, XL và 2X cho các chị mình luôn. Và trong tầm từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. Giá hôm nay em sale cho mình 99k thôi nha cả nhà ơi. 1239 và kèm số điện thoại. 1239 chút cho chị Hồng Loan nè. 1239 chút chị Nguyễn Dung sale giá 99k. Nhớ chia sẻ like dùm em cả nhà ơi. 99k đồng em đang đồ bộ em đang mặc trên người nha. 99k đồ bộ em đang mặc, chị nào mình lấy đặt liền dùm em. Có 4 size cho mình lựa chọn, ML, XL và 2X, từ 40kg đến 65kg vừa. Chị nào lấy đặt liền dùm em ạ. 1239 nha cả nhà ơi. Ok, chúc chị Quý Phạm luôn. Rồi chị nào mình đặt hàng nhanh tay nha cả nhà. Mẫu này em sale chỉ có giá 99k, bỏ lỡ cực kỳ tiếc luôn. Ok chị Thanh Ngân, em chúc cho chị 1239 99k. 1239 chúc chị Kim Cúc 99k. Hàng số lượng hôm nay em rất là ít, và đặc biệt với cái giá sale 99k như thế này thì hàng nó có thể hết bất cứ lúc nào, nên là các chị tranh thủ mình đặt liền nha. Đồ bộ em đang mặc đây là 1239, giá chỉ có 99k thôi. Giá chỉ có 99k mẫu này thôi nha cả nhà ơi. Từ 40kg đến 65kg mặc vừa. Nhanh tay mình lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn. DA1239 nha cả nhà ơi. 1239 và kèm xin hỏi luôn. Rồi em cảm ơn chị Trần Văn này, cảm ơn chị cũng đã chia sẻ like nha. Cảm ơn chị Thu Đinh đã chia sẻ nào. Đó các chị ơi, tranh thủ chia sẻ like vào mình xanh liền. Mẫu này em sale chỉ có 99k thôi. Mã này là 1239. 1239 và kèm số điện thoại cho em nha. Rồi đồ bộ dài vừa nãy là 1217 nha chị ơi. Cái mẫu đồ bộ 1217 này thì em sale 159k nha. Đồ bộ này 12
Đồ bộ dài thì là 159k, còn đồ bộ lượng em đang mặc đây là 99k. Đó, chị nào thích lấy mẫu nào mình lấy nha. Cái mẫu này nè là 159, mã là 1217 nè. 1217 nha, giá là 159k cho các chị. Rồi còn đồ bộ em đang mặc 1239 này em sale là 100. À, đồ bộ này là 99k luôn. 99k luôn nha cả nhà ơi. Rồi tranh thủ mình lên đơn hàng ngay bây giờ, em chốt đơn luôn nha. Tiếp tục em sẽ qua thêm cho mình một cái mẫu khác nữa đây. Ai lấy mẫu nào đặt hàng sớm giùm em. Là mã hàng với số điện thoại cho em nha, để em chốt sale liền trên live cho cả nhà mình luôn. Rồi tiếp tục lên thêm cho mình một cái mẫu khác sale rẻ cho cả nhà mình ạ. Ngày hôm nay em xả kho nhé. Chị nào ưng mẫu nào thì cứ đặt hàng cho em, mã hàng với số điện thoại em chốt đơn nha. Mẫu tiếp theo lên cho mình đây là DA1189. Rồi nhanh tay cả nhà ơi, 1189 này em sẽ xả luôn. 119 áp dụng cho chị nào có chia sẻ like. 119k, mã sản phẩm là 1189 nha. 1189, 119k xả luôn. Còn ít là các chị ơi, cái này hình như em còn có, khoan đã. 1189. Còn hai, còn hai ít là các chị ơi. Còn 15 cái hai ít cuối cùng cho chị nào nhanh tay xả nha. 119k. 119k em đang mặc size lớn nha các chị. Em đang mặc size lớn để em xem coi cái này size gì luôn. Ok, còn một cái XL này, có chị nào XL không cả nhà? Có chị nào mặc XL không nè? Em còn một cái XL em đang mặc đó. Còn lại là em chỉ còn 2X thôi á. Đó, một cái XL nha. Và 15 cái size 2X cuối cùng, xả 119k. Xả kho 119k mẫu này. Mã này là 1189, vải lụa mango. Mềm êm mát và không có bị nhăn nhò và có co giãn nhẹ cho các chị nha. 1189, 119k. 119k lên đơn liền dùm em. 119k, một size M và 15 size 2X. À, một size XL và 15 size 2X cuối cùng. Giá em xả kho 119k mẫu này. 119k mẫu này chị nào lấy nhanh tay đặt liền dùm em. 1189 và kèm số điện thoại cho em. 1189 và kèm số điện thoại cho em 119k mẫu này nha. 119k mẫu này, mã 1189 nhanh tay cả nhà ơi. Rồi sale luôn 119k mẫu này, chị nào đặt hàng tranh thủ lên đơn liền giùm em. Comment mã hàng với số điện thoại chốt đơn nha. Rồi xong chưa các chị ơi, tranh thủ lên đơn hàng càng sớm càng tốt giùm em. Rồi nãy các chị khách nhận được hàng cái 1205 này đẹp nè. Em tranh thủ like luôn. Đó. Rồi, bây giờ chị nào mình ưng đặt liền nha, nãy có chị khen cái đầm 1205 này đẹp. Rồi, bây giờ em lên liền cho cả nhà mình xem luôn. Đó các chị ơi, ngày hôm nay giá cực rẻ luôn. Mã đầm em đang mặc trên người đây là 1205. Ngày hôm nay em sale shop cho cả nhà mình luôn. Chỉ có 179k thôi nha. 1205 sale giá 179k. Chị nào lấy đặt liền giùm em ngay bây giờ. Mẫu này em có cho mình 4 size nha. ML, XL và 2X luôn. Ok chị Trần Vân, em chốt đơn hàng cho chị nè. 1217, ok chị Ngọc Huệ luôn nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người, chị nào lấy nhanh tay. Giá hôm nay em sale shop cho các chị mình luôn 179k. Hôm nay em xả kho nha. Chị nào lấy đặt liền giùm em ngay bây giờ luôn. Mã này là 1205. 1205, chị nào ơn đặt liền giùm em chửi hàng chửi sai. Nhanh tay các chị ơi, siêu phẩm luôn. Thực sự mẫu này mà chị nào không mua là hơi bị tiếc luôn. Đó, nhanh tay cả nhà ơi. Ngày hôm nay em sale shop cho các chị có 179k. Giá này là cực kỳ rẻ. Chủ yếu hôm nay em sale lấy lượt chia sẻ, lấy lượt tương tác, nên các chị được mua một cái giá sập sàn luôn. 179k thôi cả nhà. Đó, bình thường mẫu đầm này các chị mua bao nhiêu ạ? 299k. Mà bây giờ em giảm luôn cho mình xuống với giá chỉ có 179k như thế này. Em giảm luôn cho mình 120.000 đồng luôn rồi các chị ơi. Giảm luôn 120.000 đồng cho mẫu đầm này khi các chị đặt hàng ngay lúc này. Bây giờ chị nào ưng đặt liền giùm em nha, vải siêu đẹp luôn. 1205 nha. Đầm này đẹp lắm, chị lấy rồi, giá 299k. Rồi em cảm ơn chị nhiều nè, em cảm ơn chị Quý Pha nè. Đó cả nhà thấy chưa? Đó em nói đâu có sai đâu, khách bên em mua rồi nè. Đó, giá 299k, đa số em bán là 299k hết. Nhưng hôm nay em dành ra lấy tương tác chỉ có giá là 100
59 179 ca như thế này mà chị nào mà bỏ lỡ thì em tiếp dùng các chị mình luôn. Vải này là lụa Nhật nha, có co giãn nhẹ cho mình và có túi hai bên, bốn size cho mình lựa chọn ML, XL và 2X. Chị nào mình lấy mẫu này mình đặt hàng ngay bây giờ cho em là 1205 và kèm cho em điện thoại luôn. 1205 và kèm điện thoại, em chịu hàng chịu size liền trên like cho các chị mình luôn. Giá siêu yêu thương cho cả nhà mình luôn nha. 1205 ngày hôm nay em sẽ sale luôn cho mình, chỉ có giá là 179.000 đồng. 179.000 đồng lên đơn liền giùm em nào. Ok chị Tú Quyên, em chốt cho chị 1205 nè. Chị Nguyễn Trang, em chốt 1205 179k nè. Chị Ngọc Võ, 1205 sale 179k. Đó, cả nhà mình nãy mình có đọc comment của chị Mai Phương không ạ? Chị đã nhận được đầm 1205, đẹp ưng ý lắm, cảm ơn xin xin shop. Lụa Nhật mát và độ dày rất vừa, nếu có lụa Nhật hoa nhí thì lên thêm nhé shop. Cả nhà thấy chưa, chị Mai Phương nhận được hàng và khen rồi và đang muốn tìm kiếm thêm những cái mẫu đầm với chất vải này, thì các chị cứ yên tâm cho em đi, vải em bao đẹp cho các chị. Lụa mango là khỏi chê luôn, mềm êm mát nhẹ cho mình, không có nhăn nhò và có co giãn cho các chị. Bình thường mọi người mua 299k, còn ngày hôm nay em giảm luôn 120.000 đồng cho mình, còn có 179 thì tội gì không xanh cả nhà ơi. 1205 chút cho chị Kim Phụng nha, 179k. 1205 cho chị Ngọc Trang sale giá 179k, đẹp như thế này, đẹp như thế này và phong chuẩn luôn, có 4 size để cho mình lựa chọn luôn nha, ML, XL và 2X, trong tầm từ 40kg đến 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình lấy mẫu này mình đặt hàng ngay bây giờ cho em luôn, 1205 và kèm số điện thoại cho em liền nha. 1205 và kèm cho điện thoại, em chốt sale liền chia like này cho cả nhà mình luôn. Với giá hôm nay sale chỉ có là 179k đầm em đang mặc trên người. Rồi bây giờ chị nào mình đặt hàng comment liền giùm em ngay bây giờ là mã hàng nè, với số điện thoại em chốt đơn liền trên like cho cả nhà mình luôn nha. 1205 và kèm số điện thoại cho em cả nhà ơi, quá rẻ luôn, có 179k mẫu này. Phía trước là nút này em may liền rồi nha, phần em nhấn một đường e từ đây sẽ nhẹ xuống và giúp mình che bụng rất là tốt luôn. Mã đầm em đang mặc đây là 1205, ai lấy mẫu này thì mình đặt hàng ngay bây giờ cho em nào, xuất sắc luôn các chị ơi. Bình thường mua 299k, còn ngày hôm nay em giảm giá rẻ cho mình luôn, sập sàn 179k như thế này. Chỉ cần mình mất ra vài giây mình chia sẻ like cho em thôi trên tường nhà và chia sẻ vào các cái nhóm giùm em thôi là em sẽ sale luôn cho mình mẫu này, giá chỉ còn có là 179k nha. Chị nào mình lấy mẫu này mình đặt hàng ngay bây giờ cho em luôn, DA1205 và kèm cho em điện thoại liền nha cả nhà ơi. 1205 và kèm điện thoại sale với giá chỉ còn có là 179.000 đồng, 179k mẫu đầm em đang mặc trên người. Chị nào mình lấy mẫu này mình đặt hàng sớm ngay bây giờ cho em luôn, DA1205 và kèm cho em điện thoại luôn nha. Em giảm ngay trên like, giá chỉ còn có là 179.000 đồng thôi, rất là rẻ luôn nè cả nhà. Chị nào mình thích mẫu này thì mình lên đơn hàng sớm ngay bây giờ cho em là mã hàng, với số điện thoại cho em nha, để em chốt sale ngay bây giờ cho cả nhà mình luôn. Mã này là DA1205 nha cả nhà ơi. Rồi bây giờ chị nào mình đặt hàng nhớ lên đơn hàng sớm ngay bây giờ cho em luôn, mình để lại đúng cú pháp cho em luôn là mã hàng với số điện thoại em chốt đơn nha, DA1205 và kèm số điện thoại cho em nào. 179k đầm em đang mặc ạ. Rồi ok, chốt cho chị Yến Biển luôn. Rồi chị nào mình lấy mẫu đầm em đang mặc thì đặt liền giùm em 1205 và kèm số điện thoại nha. Nếu có thể thì các chị gộp đơn luôn. Hôm nay sale rẻ rồi, các chị gộp đơn đơn từ 597.000 đồng trở lên thì em sẽ tặng quà cho các chị là cài áo hoặc là dây đai nha cả nhà. Mình gộp đơn hàng 597.000 đồng trở lên sẽ có quà nha, là cài áo hoặc dây đai sẽ tặng cho các chị đó, rất là đẹp luôn. Nhưng mà em không có bán riêng nha, và cũng không có kèm đầm, chỉ có tặng thôi. Mình gộp đơn giùm em ạ. Rồi bây giờ 1205 ai lấy mình đặt liền giùm em. Giá ngày hôm nay em sẽ sale cho các chị chỉ có là 179k mẫu này. 179k đầm em đang mặc 1205 nha. 1205 em chốt cho chị Thu Hằng nè, 1205 chốt cho chị Nguyễn Tuyết luôn nè. 179k đầm em đang mặc trên người. Còn chị nào mình lấy mẫu này nữa không ạ? Lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn, DA1205 và kèm số điện thoại cho em nha. 179k đầm em đang mặc trên người, từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình lấy mẫu này nhanh tay đặt hàng sớm giùm em, 1205 và kèm số điện thoại 179k.
1205 sale giá 179k, ai đặt hàng nhanh tay nha cả nhà ơi. Comment đúng cú pháp cho em là mã số sản phẩm nè. Với số điện thoại trên, đầm có túi hai bên, vải lụa mango mềm, êm, mịn và mát lạnh cho các chị mình luôn. Sale hôm nay giá rẻ luôn 179k mẫu này. Rồi chị nào mà đặt hàng tranh thủ lên đơn hàng càng sớm càng tốt. Em chốt sale ngay bây giờ cho cả nhà mình luôn nha. Chỉ có giá 179k thôi cả nhà ơi. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục qua thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo nữa nha. Các chị nhớ chia sẻ like giùm em luôn trên tường nhà và chia sẻ vào nhóm giùm em nha. Mẫu đầm tiếp theo mà em sẽ lên cho các chị mình ở đây là một cái mẫu đầm mới của bên em nha. Rồi hôm nay em lên xem kể thêm có những cái sản phẩm mới về rất đẹp và rất hot luôn. Rồi đợi em một chút, em mặc cho các chị xem mẫu này nè, xinh lắm luôn nha. Đầm này là 1284. Rồi 1284 đầm này sale luôn. Một hai tám tư mẫu đầm này em sẽ sale luôn cho cả nhà mình đây với giá chỉ có là 299.000 đồng thôi, đẹp mê hồn luôn. Các chị nhìn cái phần tay xinh chưa, cái phần tay nó có bao chung cho mình nè, thiết kế cổ tròn cho mình ha. Phần em sẽ nhấn một đường e và từ đây nó xè xuống thì các chị mình che bụng rất là tốt luôn. Đầm có túi hai bên cho mình ở đây. Vải lụa nha. Vải này là vải lụa cho các chị mình luôn. Mã sản phẩm này là DA1284 và giá ngày hôm nay em sẽ sale cho các chị mình luôn là chỉ còn có giá là 299.000 đồng mẫu này. 299k mẫu em đang mặc trên người, lên đơn hàng ngay bây giờ cho em là 1284 và kèm số điện thoại cho em nha. Chỉ có 299k đầm này thôi. Trong tầm từ 40kg nè đến tầm là 65kg là mình mặc vừa. 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa mẫu đầm em đang mặc trên người nha. Chị nào mình lấy mẫu này mình đặt hàng ngay bây giờ là chỗ mẫu này xinh ha. Mẫu này là các chị trẻ tuổi, các cô trung tuổi đều có thể mặc được hết cho em luôn nha. DA1284 và kèm số điện thoại. Và em mặc làm sao là em giao hàng y chang như vậy cho mình. Các chị lưu ý giúp em những sản phẩm này, em mới ra mắt thôi nhưng mà em gần hết hàng hết trơn rồi nha cả nhà ơi. Em gần hết hàng rồi đó, các chị tranh thủ lên đơn hàng liền giùm em kẹo hết đó nha các chị. Số lượng cực kỳ ít luôn. DA1284 giá này sẽ là 299k. 299k mẫu này, trong tầm từ 40kg đến 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình lấy mẫu này đặt hàng liền giùm em nha. Xin quá chừng, mẫu này là trẻ tuổi hay là trung tuổi mình mặc đều được hết nha các chị. Đây là cận cảnh cho mình xem họa tiết nè, đẹp xuất sắc chưa. Form lên rất là chuẩn cho các chị mình luôn. Đầm này có túi cho mình nữa nè. Dây khóa kéo là đằng sau. Trong tầm từ 40kg đến 65kg vừa, cái mẫu này mình mặc rất là trắng da nha. DA1284 và giá ngày hôm nay em sale cho mình luôn chỉ có là 299k mẫu này thôi. 299k đầm em đang mặc trên người, lên đơn hàng sớm ngay bây giờ cho em nha. 1284 và kèm số điện thoại cho em, xuất sắc luôn. Cái mẫu đầm này lên đơn liền nha các chị. Trời ơi, cái vải nó mềm ơi là mềm các chị. Nó mềm và nó mát cực kỳ luôn. Có co giãn nha. Đó, có co giãn cho mình. Cái màu này xinh ha, cái màu này cũng lạ mắt nữa. Cái chị mặc cũng không sợ đụng hàng. Rồi cái tay à, trời ơi cái tay dễ thương. Đó, mẫu này là trẻ tuổi hay trung tuổi mà mặc được hết cho em, form lên rất là chuẩn nha. Đó, cái chị nói ngắm giùm em, dây khóa kéo đằng sau. Từ 40kg đến 65kg vừa. Ở đây là em cao 1m62. Thì cái form đầm này nó dài tới phần đầu gối như thế này thì dễ mặc, không có kén dáng đâu. Ai cao ai thấp mình mặc được hết. Và giá ngày hôm nay em sẽ sale cho cả nhà mình luôn chỉ có là 299.000 đồng. 299k đầm em đang mặc trên người. Chị nào mình lấy mẫu này mình đặt hàng ngay bây giờ cho em luôn. DA1284 và kèm số điện thoại cho em nha. 1284 và kèm số điện thoại, em chốt đơn liền trên line này cho cả nhà mình luôn. Chỉ có giá là 299k đầm em đang mặc trên người. Và trong tầm từ 40kg đến tầm là 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình lấy mẫu này đặt liền giùm em 1284 và kèm số điện thoại cho em luôn nha. 1284 và kèm số điện thoại sale với giá chỉ có là 299k mẫu đầm này. 299k mẫu đầm này xinh quá chừng các chị ơi. Mẫu này bỏ lỡ cực kỳ tiếc nha. 1284 chốt cho chị Hồng My, 1284 cho chị Kim Phụng, giá sale 299k. Ai lấy mẫu này thì mình lên đơn hàng sớm ngay bây giờ cho em luôn nè. Là mã hàng với số điện thoại em chốt đơn nha. 1284 và kèm số điện thoại sale giá 299k. Còn chị nào mình lấy mẫu này nữa không ạ?
Còn chị nào mình lấy mẫu này nữa không ạ? À? Lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn. Là mã số sản phẩm nè, với số điện thoại em trước đơn 1284 và kèm số điện thoại sale giá 299, trong tầm từ 40kg đến 65kg vừa nha cả nhà nha. Rồi bây giờ em sẽ qua thêm cho mình một cái mẫu đầm nữa đây. Ai lấy mẫu nào thì mình đặt hàng sớm giùm em. Là mã số sản phẩm với số điện thoại nha, để em trước đơn hàng ngay bây giờ cho cả nhà mình luôn. Mẫu tiếp theo em sẽ lên sàn cho các chị là rồi ok, em sẽ lên cho mình một cái mẫu đầm này. Hôm nay cái mẫu này em xả hàng giá sốc luôn. Các chị nhớ chia sẻ ra giùm em. Mẫu đầm tiếp theo lên đây là 11 1198. Mẫu lần tiếp theo là 1198 nha cả nhà ơi. Thiết kế là cổ vuông nè. Đó, tay cánh tiên cho mình phía đằng sau đây. Vải này là vải lụa và bên em may cho mình là hai lớp luôn nha. Có túi luôn. Ngày hôm nay mẫu này em sale luôn cho mình ạ. À. Ngày hôm nay mẫu này em sẽ sale luôn cho các chị với giá đặc biệt nha, 149k mẫu này. 149k mẫu em đang mặc trên người với mã sản phẩm này là DA1189. Ai lấy mẫu đẹp mình đặt hàng sớm giúp em 1189 và kèm theo số điện thoại nha. 1189 và kèm số điện thoại em chốt sale ngay bây giờ cho các chị. Với giá chỉ có là 149k đầm này. Đầm có túi hai bên luôn. Và bên trong là có lót thun cô tông và cái này nó có co giãn nhẹ luôn. Hôm nay em sale sốc lấy tương tác giá 149k. Ai ưng mẫu này thì mình đặt hàng ngay bây giờ cho em luôn nha. DA1189 và kèm số điện thoại. 1189 và kèm số điện thoại 149k đầm này. 149k mẫu đầm em ra mặt trên người. Còn chị nào mình lấy mẫu này nữa không ạ? À? Mình lên đơn hàng ngay bây giờ cho em nha. DA1189 và kèm số điện thoại luôn. Với giá em sale 149k. Còn chị nào mình thích mẫu đầm này thì cứ lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn. Là mã hàng nè, với số điện thoại em chốt đơn liền trên like cho các chị mình luôn. DA1189 và kèm số điện thoại nha. 149k đầm này. 149k thôi nha cả nhà, quá rẻ luôn nha các chị ha. Hàng chuẩn shop và đẹp cho mình luôn. Và sẽ có cho mình là 4 size để mình lựa chọn. 4 size ML, XL và 2X, trong tầm từ 40kg đến 65kg là vừa. Chị nào mình lấy mẫu này thì mình lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn. Là DA1189 và kèm số điện thoại cho em nha. 1189 và kèm số điện thoại em chốt đơn liền trên like cho cả nhà mình luôn. 149k. 149k mẫu đầm này xong chưa cả nhà ơi, lên đơn liền giùm em. Mình comment cho em là mã hàng với số điện thoại nha, để em chốt sale ngay lúc này cho cả nhà mình luôn. Giá em sale đặc biệt trên live chỉ có giá là 149k đầm này thôi nha cả nhà. Xả hàng giá sốc cho các chị mình luôn. Chị nào mình ưng đặt hàng ngay bây giờ cho em là mã nè. Với số điện thoại giá này chỉ chốt duy nhất ngày hôm nay, duy nhất trên live này. Ai bỏ lỡ cơ hội săn sale này là cực kỳ tiếc luôn ha. DA1189. Rồi xong chưa cả nhà ơi, 149k. 149k đầm này, đầm có hai lớp cho mình. Hai lớp luôn, có túi luôn nha các chị ơi, hàng chuẩn shop vải đẹp luôn. Và thiết kế cái phần tay cánh tiên này, chị nào bắt tay to mình mà không có lo bị chật luôn nha. 149k đầm này. Rồi bây giờ em sẽ qua thêm cho mình một cái sản phẩm tiếp theo. Ai lấy mẫu đầm nào đặt hàng thì dùm em. Làm mã nè, với điện thoại trước đơn. Rồi tiếp tục em qua thêm cho mình một cái sản phẩm khác nha. Đợi em một chút xíu nè. Sale luôn giá sốc cho mình mẫu đầm này. Đây là 1234. DA1234 nha, đầm von. 1234 đầm em đang mặc trên người. Mẫu này em sẽ có cho mình là 4 size. Ok chị Hạ Lê, em chốt đơn hàng cho chị luôn. À, rồi bây giờ 1234 nè, đầm này em có 4 size nhưng mà các chị ơi, size M em còn có 3 cái thôi, size L em còn có 8 cái, còn lại là em còn XL với lại 2X đó. Rồi cái này em sale luôn cho các chị mình nha. Mẫu này em sale luôn cho các chị mình đây, 169k. Rẻ chưa cả nhà ơi, 169k mẫu này có túi nha, hai lớp cho mình vải đẹp luôn. Mặc làm sao á là em sẽ giao hàng y chang như vậy hết. Nha các chị, mặc làm sao giao hàng y chang như vậy hết, một cái đầm đẹp như thế này. Đó, một cái đầm đẹp như vậy mà chỉ có giá là 169.000 đồng, có phải là quá rẻ hay không? Hàng này em may là hai lớp cho các chị mình nha.
Đó, đẹp lắm luôn, 169k. Mã này là 1234 nha. 1234 và kèm xin họ cho em. Đó, đẹp quá nè. 169k mẫu này. 169k, chị nào ưng đặt tiền giùm em chờ chị chỗ nào bình yên. Cảm ơn chị đã chia sẻ nha. Rồi 1150. 1150 đầm sơ mi hoa nhí đúng không ạ? Mẫu đây em hết lâu lắm rồi chị Tâm Hoàng ơi, mình có nhầm với mẫu nào không? Rồi đầm em đang mặc trên người đây là DA 1234, giá lên sale nha. 169k. Chốt duy nhất trên livestream này. Ai lấy mình đặt hàng ngay bây giờ cho em luôn. 1234 và kèm điện thoại luôn nè. Nhanh tay cả nhà ơi. Vải mềm, chất êm và mặc rất là thoải mái luôn nha. Sale luôn trên live 169k. 169k nhanh tay đầm này em gần hết hàng rồi. Còn có 3 cái size M, 8 cái size L, 15XL và 18 size 2X nữa. Thôi là hết sạch sành sanh rồi ha. Hôm nay em sẽ sale luôn cho cả nhà mình. Chỉ còn có giá là 169k mã 1234 nha. Ok chị Tiên Nguyễn 1234 em chốt đơn cho chị nè. Chị Ngọc Huyền em chốt 1234 cho chị nè. 169k. Chị nào mình lấy mẫu này mình đặt hàng ngay bây giờ cho em là 1234 và kèm số điện thoại cho em nha. 169k đầm em đang mặc trên người. 169k mẫu đầm này trong tầm từ 40kg nè đến tầm khoảng là 65kg là vừa, nhưng mà tranh thủ mình đặt hàng ngày hôm nay luôn, mình đừng đợi đến ngày mai ngày mốt mình mới đặt hàng là không còn đâu cả nhà ơi. Giảm chút duy nhất trên line này cho các chị nha. Đầm có túi hai bên cho mình, bên trong là lót thun cô tông cho mình đây. 40kg đến 65kg là vừa, mã này là 1234 nha. Sale xả luôn 169k, lấy tương tác chia sẻ lao dùm em ngay bây giờ luôn ha, em trừ hàng cho mình 1234 và kèm số điện thoại. 799k này em lên đầu like rồi chị Ánh Thi ơi. Mai mốt các chị nhớ tranh thủ mà mình đóng live stream sớm giùm em, mình bấm theo dõi trang và bật chế độ xem trước nha. Thông báo phát trực tiếp nha cả nhà, để khi nào mà em vừa vô like các chị vào xem luôn để mình săn cho nó nhanh nha. Rồi đầm em đang mặc trên người đây là 1234. Giá ngày hôm nay em sẽ sale luôn cho các chị mình. Chỉ còn có giá là 169k. 169k nha. Em có cái đồ bộ vừa nãy em có lên 99k vẫn còn hàng cho các chị mình đó. Tí nữa mà chị nào vào trễ mình chưa có xem kịp thì tí nữa mình xem lại là để săn được cái đồ bộ đó giá 99k nha. Rồi 1234 chốt cho chị Nguyễn Thủy luôn. 169k đầm này em gần hết hàng, còn chị nào chưa đặt thì mình đặt liền nha các chị ơi. Còn ít lắm, mẫu size còn mấy cái hoặc mười mấy cái cuối cùng em sale nhanh luôn. 169k mẫu này. 169k mẫu này nha cả nhà ơi, 1234 và kèm số điện thoại. Von này mình mặc rất là mềm luôn, hai lớp cho các chị mình luôn ha, trong tầm từ 40kg đến 65kg vừa. Chị nào mình lấy đặt liền giùm em ngay bây giờ nha. 1234 và kèm số điện thoại. Nãy em mới lên rồi chị ơi, đồ bộ nãy em mới mặc rồi, giờ em cho mình em cầm cho mình xem lại thôi chứ em không có mặc được lại được rồi chị nha. Thì đây nè, đồ bộ em có cái mẫu này là 1239 nè. Cái mẫu này em sale 99k, đồ bộ lựng cho mình nha. Quần có túi, có lưng thun cho mình nè, với lại cái form áo đây. Bộ này là 1239, giá 99k nha, vẫn còn hàng nè. Các chị cứ chia sẻ đi chốt. Giá này em sale là em lấy lượt chia sẻ chứ không phải em lấy lượt sản phẩm giá lỗ luôn rồi. 99k thôi, bộ này nha. Mã này là 1239. Mẫu này là 1239, 99k. Chị nào lấy set đồ bộ đặt hàng cho em là 1239 kèm sinh hoạt. Đặt nhanh luôn đi cả nhà, vẫn còn nhưng mà không có nhiều đâu, mình tranh thủ nha. 99k bộ này, đồ lửng nha cả nhà ơi. Đó, 1239, 99k. 1234 ok, chị Thoa Phạm em chốt đơn luôn. 169k, 1234 đầm em đang mặc. Đầm màu xanh em đang mặc đây là 1234 nha. 169k mẫu này. Chị nào mình lấy đặt hàng liền giùm em. Chị nào lấy mình đặt hàng ngay bây giờ cho em 1234, giá em sale là 169k. Đó, xả nhanh giá sốc cho các chị mình luôn. Còn chị nào lấy đồ 99k mình đặt cho em là 1239. 1239 đồ bộ này em đủ size M, L, XL, 2X, 40kg đến 65kg vừa. Giá này em sale là 99k mẫu này. 99k mẫu này nha. 1239 rồi, chị nào đặt hàng nhanh tay comment liền giùm em. Rồi bây giờ các chị ơi, 1234 còn ai mình đặt hàng nhanh tay nha. 1234 mẫu này của em sẽ sale luôn cho các chị mình đây với giá chỉ có là 169k thôi. Rồi bây giờ em sẽ chuyển thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo. Ai đặt hàng comment sớm giùm em là mã hàng nè, với số điện thoại để chốt đơn hàng cho các chị mình nha. Rồi đợi em vài giây em chuyển thêm cho mình một cái mẫu đầm khác đây. Các chị nhớ chia sẻ like giùm em luôn trên tường nhà cũng như chia sẻ vào các cái nhóm giùm em nha. Mẫu tiếp theo em lên xả kho cho các chị ở đây là
Có DA1228. DA1228 đây cả nhà ơi. Bộ 99K chị đặt cho em là 1239 nha chị nhà Nguyễn ơi. Đó, nhớ chia sẻ giùm em luôn nha. Rồi đây là DA1228, mẫu này em sale là cái này em sale xả luôn nha. Các chị ơi đặt liền, đầm này em đổi size. Đầm này em có đổi size, mã sản phẩm là 1228. 1228. 169k luôn, sale rẻ luôn 169k. Chị nào mình lấy mẫu này đặt hàng thì giúp em ạ. Chị nào mình lấy mẫu này đặt hàng ngay bây giờ cho em chịu hàng luôn. Mã này của em là DA1228. Giá ngày hôm nay sale sốc luôn 169k, giá này là quá rẻ các chị ơi. Đầm đẹp luôn, hàng chuẩn shop cho mình. Chích vậy là cách nhập cho mình. Có túi hai bên, rồi có xẻ tà cho mình nữa nè. Đó, em sale ngày hôm nay cho cả nhà mình chỉ có giá là 169k thôi. Chị nào mình lấy mẫu này đặt hàng ngay bây giờ cho em là DA1228 và kèm cho điện thoại liền nha. 1228 và kèm điện thoại trước xe luôn trên like, giá chỉ có là 169k đồng em ra mặt. Chị nào mình thích mẫu này lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn. Làm mã số sản phẩm với xỉn thảm chốt đơn, xả nhanh 169k cho chị nào nhanh tay. Ok chị nhà Nguyễn em chốt 1228 cho chị luôn. Rồi chị nào mình lấy mẫu này đặt hàng ngay bây giờ cho em 1228 và kèm cho xin hỏi nha. 1228 sale nhanh xả nhanh giá 169k. Đừng quên mình nhấn theo dõi trang và chia sẻ livestream cho em nha. Giá hôm nay chủ yếu sale là lấy tương tác thôi các chị ơi. Rồi ai lấy mẫu này đặt liền giùm em. Quan trọng nhất là các chị mình nhớ phải chia sẻ. mình nhớ phải chia sẻ mới được chốt đơn mấy chị ạ. Rồi em cảm ơn chị chú nào bình yên đã nhắc các chị giùm em. Đó các chị đừng quên chia sẻ nha, tại vì thực sự ngày hôm nay các chị nghe cái giá không? Đó lẽ bình thường các chị mua cái đầm này, ví dụ như đầm này đi, bình thường các chị mua giá chưa chia sẻ 229k. Còn bây giờ các chị chia sẻ rồi, các chị chỉ chốt với giá có 169 à. Nên đây là cái giá ưu đãi dành cho ai có chia sẻ like. Nên các chị đừng quên mình nhớ dành ra vài giây để chia sẻ like giùm em nha, để em chốt sale cho mình ha. Rồi đây là DA1228 169k. 169k mẫu đầm này. Chị nào mình chưa đặt hàng thì bây giờ mình đặt liền luôn đi cả nhà ơi, để em chốt cho mình nè. Em sẽ dành cho mình 30 giây nữa thôi nha, để săn được cái giá này. 30 giây nữa để mình săn được cái giá này nha. 1228 169k đồng này. 1228 sale giá 169k. Và trong tầm từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa luôn. Nhanh tay mình lên đơn hàng để giúp em 1228 nha cả nhà. 169k đồng em đang mặc vải này là vải cát nhật, mềm êm mát, có co giãn nhẹ cho các chị mình luôn. Trong tầm từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình lấy mẫu này mình đặt hàng ngay bây giờ cho em nha. 1228 và kèm xuyên thoại 169k. Ok này chị Nguyễn Mỹ em chúc 1228 cho chị nè. Chị Ngọc Châu có sai chị ơi, đầm này em có đủ sai. Và hôm nay sale chỉ có 169k thôi, nó rẻ lắm luôn nha. Ai lấy mẫu này thì cứ đặt hàng cho em ngay bây giờ ạ. Ai lấy mẫu này thì mình cứ đặt hàng ngay bây giờ cho em là mã nè. Vớ số điện thoại cho em nè để em chốt đơn hàng ngay bây giờ cho cả nhà mình luôn. Mã này là DA1228 nha cả nhà ơi. DA1228 tranh thủ mình lên đơn hàng sớm giùm em. Đặt hàng đúng cú pháp cho em là mã hàng nè, vớ số điện thoại chốt đơn. Chốt sale liền trên like này cho cả nhà mình luôn. Với giá chỉ có là 169k đồng này nha. 169k đồng em đang mặc trên người. Còn chị nào mình đặt hàng nhanh tay lên đơn hàng ngay bây giờ cho em là mã hàng nè. Với số điện thoại em chốt đơn DA1228 và kèm số điện thoại cho em nha. 128 169k. Tiếp tục em chuyển thêm cho mình một cái sản phẩm tiếp theo. Chị nào mình lấy nhanh tay đặt hàng sớm giùm em ạ. Rồi mẫu tiếp theo mà em lên cho các chị mình ở đây, siêu phẩm body luôn các chị ơi. Mã này là 1213. Trời ơi đầm này đẹp lắm luôn các chị ơi, đừng nên bỏ lỡ nha. Vải xịn luôn. Đầm tiếp theo lên cho các chị mình đây là DA1213, xịn sò cực kỳ luôn nha các chị. Đáng lẽ ra mẫu này các chị mua là 299k, nhưng mà hôm nay em sale là lấy được chia sẻ nên em dành ra một cái mẫu đầm mà em bán chạy hàng. Đáng lẽ mẫu này các chị mua 299 không đó các chị ơi. Em sẽ dành ra một cái mẫu đầm em bán cực kỳ chạy hàng như thế này, em giảm cho mình 100.000 đồng chỉ còn là
199 thôi. Mã này của em là DA1213. Và còn đúng 3 size cuối cùng. Còn đúng 3 size cuối cùng cho mình. Đó là size M, size XL và size 2X. Rồi em sale luôn cho mình nha, 199k mẫu này. 199k mẫu này, mã sản phẩm là DA1213. Ai lấy mẫu này mình đặt hàng ngay bây giờ cho em là 1213 và kèm theo số điện thoại nha. 199k mẫu này. Chất vải này là chất cô tông thái. Nó dày dặn nhưng mà nó lại mát lạnh nha cả nhà. Mát lạnh êm lắm và nó có co giãn chỗ. Cái vải này cực kỳ xịn, các chị mặc em là bảo ghiền liền luôn á. Mặc lên là ghiền liền, cái vải này mặc êm lắm. Các chị em nhấn mạnh vải này là xịn lắm nha. Mà hôm nay các chị được săn có 199k là quá rẻ luôn đó các chị ạ. Đây có cái bạn eo cho mình ở đây ha, dây khóa kéo đằng sau cho mình. Rồi chị nào mình lấy mẫu này đặt hàng liền cho em nào, 1213 và kèm cho em điện thoại liền nha. Ngày hôm nay em sale sốc luôn, lấy lượt chia sẻ. Ai chia sẻ em chốt giá 199, giá chưa chia sẻ là 299k. Nhưng khi các chị chia sẻ rồi em chốt luôn 199k cho nhà mình. Chưa chia sẻ 299, chia sẻ rồi chốt luôn 199k mẫu này. Chị nào mình lấy mẫu này đặt hàng ngay bây giờ cho em luôn DA1213 và kèm cho em xin hỏi nha. 1213 và kèm xin hỏi chị nào đặt hàng, nhanh tay lên đơn hàng ngay bây giờ cho em nào cả nhà ơi. 199k khuyên chân thành các chị nên săn liền mẫu này nha. Mẫu này em thấy rất là nhiều chị khách nhận được hàng và khen rồi đó các chị. Mình đừng nghĩ là 199k mình suy nghĩ à rẻ như vậy không biết chắc vải không đẹp đâu ha. Mình suy nghĩ vậy. Nhưng mà các chị cứ mua về đi, em đã bảo các chị bất ngờ luôn. Không nghĩ rằng các chị bỏ ra số tiền rất ít và các chị nhận được cái chất lượng lại vượt ngoài mong đợi của mình như thế. 1213 này em đã vào chắc chắn các chị hài lòng liền, vải xịn nha. Dày dặn nhưng mà mát lạnh cho các chị mình luôn. 1213 em sale ngay bây giờ giá chỉ có 199 thôi. Lên đơn hàng sớm ngay bây giờ cho em nhận là 1213 và kèm số điện thoại cho em nha. 1213 và kèm cho em số điện thoại, sale liền trên like giá chỉ có 199k đồng này. 199k rồi, chị nào mình lấy mẫu đồng này mình đặt hàng ngay bây giờ cho em nào cả nhà ơi. Là mã nè, với số điện thoại em chốt đơn liền trên like cho các chị nha. Mã này của em là DA1213. Ok nè, 1213 chốt cho chị Ngọc Trúc nè. 1213 chốt cho chị Thu Huyền, sale giá 199 nè. 1213 chốt cho chị Nguyễn Ngân, 199k nè. Còn chị nào mình lấy mẫu này nhanh tay các chị đừng quên chia sẻ nha. Giá chưa chia sẻ mẫu này em bán là 299k. Nhưng các chị chia sẻ rồi thì mình săn sale mẫu này chỉ có 199 thôi nha. Rồi chị Thoa Phạm nè, 1213XL. Ok chị nè, chị nào mình lấy mẫu này đặt liền. Phần cổ là cổ đắp chéo, chị nào thích cổ cao có thể mình đính chị lại cũng được nha. Mã em đang mặc trên người là 1213, ai chưa đặt lên đơn liền giùm em. Giá ngày em đang sale 199k mẫu này rẻ bất ngờ luôn. Chị nào đặt hàng comment ngay bây giờ cho em luôn mã hàng với điện thoại cho em nè. 1213 và kèm số điện thoại cho em nha. 199k đồng này. 199k đồng em đang mặc trên người xong chưa các chị? Bây giờ em sẽ lên thêm cho mình một cái mẫu đồng tiếp theo để mình săn đồng nha. Ai ơn mẫu nào đặt hàng sớm giùm em là mã với số điện thoại cho em luôn. Rồi đợi em vài giây nè. Mình đợi em vài giây nha, em sẽ lên thêm cho mình một cái mẫu đồng khác. Ai lấy mẫu nào mình đặt hàng sớm giùm em, mã hàng với số điện thoại em chốt đơn nha. Rồi mẫu đồng tiếp theo đây. DA1227. Em còn cho mình 2 size M, 2 size L, 7XL, 12 size 2X cuối cùng. Siêu phẩm này cháy hàng rồi cả nhà ơi, em còn ít quá chừng nè. Mã này của em là 1227 rồi, đáng lẽ ra các chị mua đồng này 399k. Thì hôm nay em sale luôn cho cả nhà mình chỉ còn có là 249.000 đồng. Đồng này có cái dây cột eo và mình cột trước hay là cột sau đều được nha. Mã đồng này của em là 1227. Màu này là màu xanh ngọc nha các chị, màu xanh ngọc. Rồi 1227 chốt sale liền trên like cho cả nhà, chỉ có giá là 249k mẫu này, đẹp chưa? Xuất sắc. Nó có điểm nhấn là cái vạt tà này nè cả nhà. Các chị mặc lên nhìn nó sang. Khi các chị bước đi cái tà váy nó bay bay. Các chị mặc giúp cho giãn ngực, chị nào có bụng ấy, dáng người mình hơi tròn hơi to, cái chị mặc mẫu này nhìn cái người của mình nó cũng sẽ gọn hơn rất rất là nhiều. Đầm có túi hai bên, bên trong đầm này em có may một lớp lót cho mình nữa nha. Mã này của em là 1227 và giá này sale chỉ có 249k.
249k đầm em đang mặc trên người. Lên đơn hàng ngay bây giờ cho em nha. 1227 và kèm cho em điện thoại nào cả nhà ơi. 1227 và kèm cho em điện thoại nào. Chốt sale liền trên line này cho các chị chỉ có 249k mẫu đầm này thôi. Và trong tầm từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình lấy mẫu này đặt liền giùm em. Đầm này em có ít thôi nha, không có nhiều các chị ơi. Sale nhanh trên line 249.000 đồng. 249k mẫu này mã là 1227 đẹp quá chừng nè. 1227 vào kèm xin thoại cho em. Rồi chị nào mình lấy đặt liền giùm em ngay bây giờ nha. Cái này em có cho mình thêm hai màu nữa, nhưng mà hai màu này thì có ít thôi. Đây em có cho mình thêm cái màu xanh lá với lại cái màu xanh màu tím nha các chị ơi. Màu tím xanh ấy. Tâm màu tím xanh ấy, em gọi là màu tím đi. Thì màu tím này mã sản phẩm này là DA 1225 nè. 1225 em còn 2 cái size M, 4 cái size XL và 5 cái size 2X mã là 1225. Size M, XL với 2X nha. Còn đây 1226 này đủ size. 5M, 3 size L, 1 XL, 4 size 2X. Mã này là 1226 màu xanh. Rồi xanh lá. Còn đây em đang mặc màu xanh ngọc. Sale 249k màu xanh ngọc này đủ size, mã là 1227. Em có tổng 3 màu cho mình lựa chọn nha. Màu tím là 1225, xanh lá là 1226, xanh ngọc là 1227. 23 mẫu này sale đồng giá còn 249.000 đồng. Rồi chị nào lấy nhanh tay đặt liền giùm em nha. Sale có 249 thôi cả nhà ơi. Các chị trong tầm từ 40kg đến 65kg vừa. Bình thường các chị mua bộ này, bình thường các chị mua bộ này giá là 399. Thì hôm nay các chị săn sale chỉ có 249 thôi. Được giảm giá rất là nhiều so với bình thường. Chị nào mình ưng đặt liền giùm em. Màu tím là 1225, xanh lá là 1226, xanh ngọc là 1227. Sale luôn 249k mẫu này. Rồi bây giờ chị nào đặt hàng nhanh tay comment liền giùm em ngay bây giờ nha. Và cái dây này nè các chị, là mình cột trước hay là mình cột sau đều được nè. Dây này là cột trước cột sau đều được cho em nha. Đây em thử cột đằng trước cho các chị xem thử. Rồi bây giờ chị nào lấy nhanh tay đặt hàng liền giùm em ha. Màu này thì quá đẹp luôn rồi, xuất sắc. Form dáng thì là dễ mặc cho các chị mình nữa ha. Và trong tầm từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình lấy mẫu này đặt hàng ngay bây giờ cho em nè. DA 1227 và kèm cho điện thoại nè. 1227 kèm điện thoại sale giá 249k mẫu này. Nhanh tay dạ có 2X luôn chị. Đầm này thì đủ size. Xanh ngọc em có đủ size, 1227 đủ size. Còn cái tím này thì còn xem M, XL với 2X. Cái xanh này cũng đủ size nè, xanh này cũng đủ size nè, xanh lá cũng đủ size cho mình luôn ha. Rồi, các chị trong tầm từ 40kg, 65kg vừa chị nào ưng ý đặt liền. 1225 màu tím, 1226 màu xanh lá và 1227 là màu xanh ngọc. 1249k đầm này. 249k mẫu này chị nào lấy nhanh tay đặt liền giùm em ngay bây giờ nha. Để lại cho em đúng cú pháp luôn, là mã hàng nè, với điện thoại nè, để em chốt đơn hàng ngay bây giờ cho cả nhà mình luôn. Tranh thủ lên đơn hàng càng sớm càng tốt cho em nha cả nhà ơi. Rồi bây giờ sẽ qua thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo. Em sẽ qua thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo. Ai lấy mẫu nào đặt hàng sớm giùm em, là mã hàng nè, với điện thoại chốt đơn nha. Rồi lên siêu phẩm luôn nha cả nhà ơi. Trời ơi đẹp chưa. Mẫu đầm này chị nào ưng thì nhanh tay nha. Đợi em vài giây em sẽ mặc lên cho các chị xem thử nè. Rồi chị nào mình lấy mẫu nào đặt sớm giùm em, comment cho em là mã hàng với điện thoại em chốt đơn nha. Mẫu tiếp theo mà em lên cho cả nhà mình đây, hàng mới của bên em luôn, đẹp lắm luôn nè. Đầm này em đang có cho mình đủ size. Mã này là 1272 phải lụa mango cho các chị. Đợt này ấy, các chị ơi, mọi những cái mẫu này bán rất là chạy luôn. Em mới chỉ mới ra mắt cho mình thôi nhưng mà bán gần hết luôn rồi nè. Mã này là 1272. 1272 đầm này em sẽ có cho mình là 4 size nha. M, L, XL và 2X cho các chị mình luôn. Các chị trong tầm từ 40kg, 65kg vừa, xanh ngọc chị đặt cho em là 1227 chị Chu Mỹ Mỹ nha. Rồi đầm em đang mặc trên người là 1272 và giá hôm nay em sale là 299k. Có 4 size cho mình lựa chọn luôn nha. M, L, XL và 2X. Rồi chị nào lấy nhanh tay đặt liền giùm em ạ. Đầm có túi hai bên cho mình, thiết kế sẽ là cổ đắp chéo cho mình nha. Chị nào thích mà cổ cố định lại luôn thì các chị đính chị lại cũng được. Phần eo thì nhấn một đường eo từ đây sẽ xè nhẹ che bụng cho mình. Có túi luôn. Với cái tông màu này thì quá dễ mặc và mặc cực kỳ là sang. Chị nào da trắng, chị nào da ngâm mình đều có thể mặc được cho em mẫu này nha. Mã sản phẩm này là DA 1272.
1272 nha cả nhà, sale giá 299k. Trời ơi, mê hồn luôn các chị, sao mà nó đẹp dữ thành này nè. Cái màu nhìn nó sang dễ sợ không nè. Xuất sắc, chị nào bỏ lỡ mẫu này cực kỳ tiếc luôn. Có túi luôn nha các chị, và cái vải này siêu mềm. Siêu mềm luôn các chị. Rồi, mịn, êm, mát và có độ co giãn nhẹ. Chất vải lụa mango cho các chị, mã sản phẩm này là 1272. 1272 và hôm nay sale luôn cho các chị, giá chỉ có là 299k. 299k đầm em đang mặc trên người. Ai lấy mẫu này mình đặt hàng ngay bây giờ cho em là 1272 và kèm số điện thoại cho em nha. 299k đầm này. Các chị trong tầm từ 40kg nè đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình lấy mẫu này đặt liền giùm em 1272 và kèm số điện thoại cho em nha. 1272 và kèm số điện thoại, sale liền trên line này cho cả nhà. Giá chỉ có là 299.000 đồng, đẹp tuyệt vời luôn. Xuất sắc. Em đảm bảo mẫu này và các chị mua về nhận được hàng mặc lên người là mê luôn, không muốn cởi ra luôn. Cái chất này nó rất là mịn, sờ lên mịn như da bé vậy. Và cái này các chị mặc êm, mềm và mát cho các chị ha. Rồi phải không có bị nhăn nhầu gì hết trơn á. Mã đập em đang mặc đây là DA 1272, sale luôn trên line này cho cả nhà mình nha. Với giá chỉ có là 1299.000 đồng này. 299k thôi. Chị nào mình lấy mẫu này đặt hàng ngay lúc này cho em luôn nè. Là mã số sản phẩm nè, với số điện thoại liền cho em nha, để em chốt đơn hàng liền trên live cho cả nhà mình luôn. Xong chưa các chị ơi, bây giờ sẽ lên thêm cho mình một cái siêu phẩm này nữa nha. Rồi đợi em vài giây em lên cho các chị nè, siêu phẩm đẹp tuyệt vời luôn. Mẫu này bữa giờ là cháy hàng lắm luôn đó. Hôm nay em mới có lại nhưng mà có ít thôi. Rồi, trời ơi em mặc cái size lớn luôn rồi. Tích L. Đợi em vài giây nha cả nhà ơi. Chị nào mình lấy mẫu nào đặt liền giùm em. Siêu phẩm phun gấm Acetacy này. Nếu mà ai ưng thì hôm nay các chị đặt liền. Hôm nay là các chị sẽ thấy là em mặc cái size hơi bị to nha. Cái này em đang mặc cái size XL. Thật sự là cái size XL nó nhiều nhất. Bây giờ ấy, em đủ size đấy, nhưng mà size M em còn có 2 cái à. Size L em còn 3 cái à. XL thì còn 11 cái. 2X thì còn có 2 cái thôi. Nên là em mặc luôn cái size XL đi. Lỡ may mấy cái size kia hết thì vẫn còn size này mặc. Chứ mất công mặc mấy size X kia rồi lại hết hàng, lại lên kho lý tiếp. 1225 hả chị? Dạ 1225. 1225 nó hết size L chị nha. Hết size L rồi. Chị có thể chuyển sang 1226 hoặc 1227 chị Thu Thị nha. Rồi bây giờ các chị ơi, em đang mặc XL hơi to nên em kẹp bớt là một chút xíu nha. Các chị ngắm giùm em một chút. Đầm này là thun gấm Acetacy và hàng này là hàng lên 2 giây hả chị? Đầm bên em không có đầm 2 giây chị ơi. Bên em bán đầm đa số là đầm trung niên, tập trung ở đầm trung niên nên là em không may 2 giây. Rồi bây giờ các chị ngắm giùm em mẫu này, mã này nè. Mã này là DA 1155. DA 1155. Rồi em chốt sale liền trên live cho cả nhà mình luôn. Rồi đầm này 1155 này em sẽ sale sốc luôn nha. 199. 199k rẻ chưa các chị? Đầm này trước các chị mua 329.000 đồng mẫu này. Ai mua rồi mình biết rồi đúng không? 329k mẫu này. Hôm nay em sale luôn. Giá sốc luôn 199k. Các chị săn được ngay cái siêu phẩm này. Em là em đang mặc size lớn chứ mặc vừa size là form lên rất đẹp đấy nha cả nhà ơi. Cái này là em đang mặc cái size to, size XL luôn. XL là tầm 60kg trở xuống, 60-65kg luôn ấy. Tại vì đầm này có co giãn đó các chị. Còn em là có 47kg, eo có 62, mặc size này hơi to nha. Mình nhìn đỡ giùm em. Vải này là thun gấm Acetacy, hàng này là hàng cao cấp. Các chị nhìn cái phần hoàn, nó nổi nổi lên nè các chị thấy chưa? Phải xịn đó nha các chị. Hôm nay em chốt sale luôn cho mình, giá chỉ có là 199k. Mã sản phẩm là DA 1155. 1155 chị nào đặt hàng nhanh tay nha. Ok chị Thu Thủy em chốt đơn cho chị nha. Rồi đầm em đang mặc trên người đây là DA 1155, sale sốc luôn với giá chỉ có là 199k mẫu này. Phần thiết kế cổ này sẽ có đắp chéo qua nữa nha. Chị nào thích cố định cái phần cổ này thì mình về mình đính chị lại cho em là ok luôn nha. Rồi mã đầm em đang mặc trên người đây là 1155, sale luôn 199k.
199k đầm em đang mặc trên người, chị nào lấy đặt liền giùm em. DA1155 và kẹp sinh hoạt thun gấm Asitasi hàng cao cấp, có co giãn từ chiều dọc cho tới chiều ngang cho mình, và có túi cho mình nữa nè, đó có túi hai bên luôn. Trong tầm từ 40kg đến 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình lấy mẫu này đặt liền, 40kg đến 65 hoặc 67kg mặc được luôn nha các chị ơi. Đầm này nó co giãn tốt cho cái chị mình luôn á, đẹp lắm luôn. Trời ơi đầm này mà chị nào hôm nay may mắn săn được cái đầm này thì em chúc mừng luôn. Chứ bình thường mọi người mua 300 mấy không mà nhiều khi còn không có hàng mà bán. Nay em sale luôn còn có 199 nè các chị. Đó em giảm ngay cho mình luôn là 130.000 đồng so với cái giá được trước em bán cho mình. Bây giờ mình mua có 199 nè. Chị nào lấy đặt liền giùm em DA1155 và kẻ sinh hoại ha. Chị Trương Mỹ Mỹ, sao chị ơi mình đặt mẫu nào à chị? Chị cứ cho em mã với số điện thoại, tí nữa mấy bạn sẽ lên đơn cho mình nha. Rồi bây giờ đầm em đang mặc trên người là DA1155. Em có cho mình đủ size từ 40kg đến 65kg là vừa giá. Ngày hôm nay em sẽ sale cho các chị. Chị còn có là 199.000 đồng mẫu này, 199k mã sản phẩm là DA1155. Ai lấy lên đơn hàng liền dùm em 1155 và kèm số điện thoại cho em nha. Thun gấm Asitasi hàng cao cấp cho các chị mình luôn, 1155 nha cả nhà. Em đang mặc size XL nên mình nhìn hơi to một xíu, chứ mặc vừa form cực kỳ là đẹp luôn đó cả nhà ơi. Chị nào bỏ lỡ mẫu này uổng lắm luôn. Hiện tại em có đủ size, nhưng thực sự mỗi size chỉ có mấy cái. Riêng có size XL em đang mặc đây thì nó còn 11 cái, chứ mấy cái kia nó có 2-3 cái gì không à. Nhanh tay nha cả nhà ơi, hàng này có thể hết bất cứ lúc nào đó. 1155 ok chị Minh Thúy sale giá 199k. 1155 chút cho chị Nguyễn Trang 199k. Còn chị nào mình lấy mẫu này đặt liền giùm em. Em chưa hàng. 1226, đâu để em xem coi, 1226. Còn mà. 1226 còn mà chị, còn đó chị Thu Thủy. Chắc mấy bạn nhầm quá. 1225 còn. Ở đâu? Mấy bạn còn 1225. Chắc mấy bạn bị nhầm á chị. 1226 còn hàng mà. Chờ em một xíu nha. Báo lại mấy bạn chốt ra cho mình. Chắc mấy bạn bị nhầm á, chứ cái đầm kia em kiểm tra hệ thống rồi. Rồi chị nào lấy đặt liền giùm em nha. Rồi chị nào ưng đặt hàng sớm giùm em chịu hàng nè. Nhanh tay mình lên đơn hàng ngay bây giờ cho em nha. Mã này của em là 1155, giá ngày hôm nay em sẽ sale cho các chị mình luôn. Chỉ còn có là 199k, 199k mẫu này 1155 nha. Em là tại vì em đang mặc size lớn các chị ơi, đây là các chị nhìn cái form nó hơi bị to, chứ mặc vừa form đẹp cực kỳ nha. Thun gấm Asitasi cho mình hàng cao cấp luôn đó. Hôm nay sale chỉ có 199 thôi. Rồi chị nào lấy đặt liền dùm em. Bây giờ em sẽ tiếp tục qua thêm cho mình một cái mẫu đầm khác nữa nha. Rồi chia sẻ like dùm em và đặt hàng liền dùm em ngay bây giờ để em chốt đơn hàng cho mình luôn ạ. Mẫu tiếp theo mà em lên cho cả nhà mình ở đây là, em sẽ lên cho mình một cái mẫu đầm cổ vest nha. Ôi cái 1200 này hình như là hết hàng, hết size rồi thì phải. Đang thủ mặt luôn cho các chị. Chị nào lấy mình đặt hàng sớm dùm em nha. Mã hàng với số điện thoại em chốt đơn cho mình nha. Mẫu tiếp theo là DA1220. 1220 cả nhà ơi. 1220 có chị nào thích cái mẫu này không? Thích mẫu này đặt hàng sớm nha. 1220 đang rất là chạy hàng luôn đó. Rồi size L còn đúng 5 cái kìa cả nhà ơi. Đó mấy size kia còn mười mấy cái thôi. À, này nó có túi cho mình nè. Túi này là mình bỏ vừa điện thoại luôn cho em nha. Mã này là 1220 và em sale chỉ có 169k mẫu này thôi nè. 169k chị nào mình lấy đặt liền giùm em 1220 và kèm sinh hoạt. Em chuyển hàng chưa sai. Chị nào ưng đặt hàng sớm giùm em.
Rồi chị nào mà lấy đặt liền giùm em ngay bây giờ nha. Để em chờ em xíu nha. Rồi mẫu đầm này của em mã sản phẩm là DA1220. Giá ngày hôm nay em sale là em cái này là em xả luôn rồi á, 169. Bình thường mà cổ vét mà không bao giờ có giá này đâu các chị, tại vì cổ vét là may là sẽ tốn công thợ hơn bình thường. Rồi còn có túi nữa, túi này được vừa điện thoại luôn. Ở trên là em sẽ may một lớp và dưới là may hai lớp, vậy này là vải xúc thái nha. Rồi em sale luôn cho mình giá chỉ còn có là 100. Chỉ còn có giá là 169k. Chị nào đặt hàng comment liền dùm em là mã hàng nè với số điện thoại em chốt đơn. Nhanh tay các chị ơi, đặt hàng sớm ngay bây giờ cho em luôn là mã hàng với số điện thoại nha. Mã hàng và kèm cho số điện thoại em chốt đơn. Mã này là 1220, DA1220 và kèm số điện thoại. Sale luôn cho mình giá chỉ có 169k đầm này. Rồi chị nào ưng đặt hàng ngay bây giờ cho em luôn. Em trừ hàng trừ sai liền trên like cho các chị mình luôn nha. DA1220. Nhanh tay các chị ơi, 1220 và kèm số điện thoại chốt sale giá 169k đầm này. Còn chị nào mình ưng ý đặt hàng ngay bây giờ cho em luôn là mã hàng nè với số điện thoại em chốt đơn liền trên like cho các chị mình luôn nha. DA1220 và kèm số điện thoại luôn. Rồi xong chưa các chị ơi, tranh thủ lên đơn hàng liền giùm em nha cả nhà. Rồi chị nào mình lấy đặt liền dùm em 1220 và kèm số điện thoại luôn. 169k đầm này nha cả nhà. 169k mẫu đầm em đang mặc trên người trong tầm từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình lấy mẫu đầm nào đặt hàng sớm dùm em nha. Là mã hàng nào với số điện thoại em chốt đơn liền trên like cho cả nhà mình luôn. Rồi xong chưa cả nhà ơi, nhanh tay nha cả nhà. Mình để lại đúng cú pháp cho em là mã hàng với số điện thoại em chốt đơn luôn nha. Mã đầm này của em là DA1220, sale 169k. 1220 sale giá 169k mẫu đầm này. Từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình lấy mẫu này đặt liền dùm em 1220 và kèm số điện thoại 169k nha các chị ha. Đó, thiết kế cổ vest cho mình, có túi phía trước cho các chị mình đây. Trong tầm từ 40kg đến tầm 65kg là vừa. Mã này là 1220 nha. 1220 đầm này em đang có cho mình đủ size nhưng mà gần hết hàng rồi nên là các chị tranh thủ đặt hàng càng sớm càng tốt dùm em. Giá hôm nay sale là 169k, 169k mẫu đầm này DA1220. Rồi xong chưa cả nhà ơi, đặt hàng liền dùm em ngay bây giờ nè. 1220 kèm số điện thoại 169k, đầm em đang mặc trên người. Nhanh lên nha cả nhà ơi, chuẩn bị em qua mẫu khác nè. Vải này là vải xúc thái mềm, êm, mát và thoải mái dễ chịu cho các chị mình luôn. Trong tầm từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình lấy mẫu này đặt hàng ngay bây giờ cho em là 1220 và kèm số điện thoại 169k nha. Rồi tiếp tục em sẽ qua thêm cho mình mẫu khác. Chị Thu Thủy ơi, mình chịu khó đợi em đi tí nữa like xong lên kho em kiểm tra trực tiếp luôn xem còn cái nào không em trừ hàng cho mình luôn nha chị ha. Rồi bây giờ đầm em đang mặc chị nào ưng đặt liền nha. Bây giờ sẽ chuyển qua thêm cho mình một cái mẫu đầm khác. Ai lấy mẫu nào thì cứ đặt hàng sớm giùm em là mã hàng với số điện thoại cho em luôn để em chốt sale liền chia like cho cả nhà mình nha. Rồi bây giờ em sẽ lên tiếp tục cho mình một cái mẫu đầm nữa đây, một cái mẫu đầm vải lụa Nhật cho cả nhà mình nha. Rồi đây là 1199 nha. DA1199 đầm em đang mặc trên người đây, em sẽ có cho mình là 4 size ML, XL và 2X luôn nha. 120 chị Thu Đinh ok nè. Em chốt cho chị Thu Đinh luôn. Rồi các chị ơi, đầm này của em mã sản phẩm là 1199, nền xanh đen hoa vàng đẹp chưa. Nút phía trước là sẽ làm mấy liền rồi nha, không sợ bị hở đâu. Mặc là có dây khóa kéo đằng sau nè. Những cái thiết kế đầm của vua các chị mặc bao giờ nó cũng sang hết. Và phần eo này em sẽ may một đường eo và từ đây sẽ nhẹ xuống, các chị mặc lên người nó sẽ gọn người và treo khuyết điểm vòng bụng rất là tốt cho các chị mình nha. Ok chị Kim Hồng, em chúc 1220 cho chị luôn. Rồi bây giờ đầm này của em mã sản phẩm là 1199 và giá ngày hôm nay em sale luôn chỉ có 199k. 1220 chúc chị hộ hạnh luôn nha, 169k. Rồi đầm em đang mặc trên người đây, chị nào lấy đặt liền giá hôm nay em sale chỉ có là 199k mẫu này thôi nha. 199k mẫu đầm em đang mặc trong tầm từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. 40kg đến 65kg là mình mặc vừa mẫu đầm này. Mã sản phẩm là DA1199, 1199 sale luôn
Thay vì bình thường các chị mua đầm này 299k thì đến thời điểm bây giờ em đã giảm cho mình hết 100 ngàn đồng luôn rồi. Bây giờ em chỉ còn sale cho mình có 199 thôi nha. Chị nào mình lấy đặt hàng cho em là 1199 và kèm số điện thoại cho em luôn. 1199 và kèm số điện thoại. Em chốt sale liền trên line này cho cả nhà mình luôn. Giá chỉ có 199 ngàn đồng. Lên đơn hàng liền dùm em ngay bây giờ nha. Em chốt sale liền trên line cho cả nhà mình luôn. Nhanh tay cả nhà ơi. Rồi chị nào lấy đặt liền giùm em 1207 hả chị? Ok chị đợi em một xíu nha. Rồi đầm em đang mặc trên người có, chị nào lấy lên đơn liền giùm em. Mẫu em đang mặc trên người đây với mã sản phẩm là DA1199. Giá ngày hôm nay em sẽ sale luôn cho các chị mình luôn. Giá chỉ có 199k đầm này thôi. Chị nào lấy đặt hàng liền giùm em ngay bây giờ nha. Cổ vuông nè, túi hai bên cho mình, có nút phía trước cho mình luôn. Trong tầm từ 40kg đến 65kg vừa, vải này là vải lụa Nhật nha. Mềm mịn đen, trời ơi cái vải này mặc bao ghiền cái gì. Mặc là đảm bảo chắc chắn các chị sẽ rất là thích luôn á. Nó mềm, nó êm và nó mát lạnh cho cả nhà mình luôn. Mã đầm em đang mặc trên người đây là 1199, ai lấy mình đặt liền nha. Ai lấy mình đặt liền đi, đừng đặt trễ hết hàng uổng lắm. Đầm này em sale chỉ có 199k là quá rẻ cho một mối tình. Một cái đầm lụa Nhật thực sự bình thường các chị mua không có giá này đâu. Lụa Nhật lúc nào giá thành nó cũng cao hơn hết á. Mà hôm nay em sale giá có 199 thôi. Tranh thủ để mình săn đầm rồi mình còn trải nghiệm được cái chất vải này nó tuyệt vời cỡ nào ha. Đồ bộ hả chị? Đồ bộ nãy em có lên rồi, tí nữa đi chị đợi em đi. Em mặc cái 1207 rồi em mặc là em lên đồ bộ tiếp cho mình nha. Rồi bây giờ đầm em đang mặc trên người là 1199 nha. Bây giờ sẽ qua thêm cho mình một cái đầm sơ mi. Có chị kêu em lên cái 1107 nè. Thì bây giờ 1107 sale luôn cho nhà mình nha. 1107 này em sẽ có cho mình là 4 size ML, XL và 2X nha. DA1107. Ủa khoan, 1207 hay... Khoan để em xem coi. 1207. Ủa chị ơi, 1207 đấy nha chị ơi, không phải là 1107 nè. Ủa, đúng rồi, chị comment đúng rồi ta. Em tưởng chị comment 1107. Rồi ok nè, 1207 đây. 1207 đầm em đang mặc trên người đây, đầm này sẽ có cho mình là đủ size. Đủ size cho các chị nha. Đây nè, đây em có hàng 1207 cho cả nhà đây nè. À, các chị ơi, ai mua hàng sắp em nhiều biết rồi đúng không các chị? Tranh thủ nó ở dưới phòng này em lấy cho các chị xem. Đó, mặc làm sao? Giao hàng inbox y chang vậy hết nha cả nhà nha. 10 cái như 10, 100 cái, 1000 cái như 1000 cái vậy thôi, không khác gì hết đâu. Rồi, đây khui ra cho các chị xem. Đầm này giá bình thường các chị mua là 299k nhưng hôm nay em sale là 229.000 đồng. 229k thôi nha cả nhà ơi, giảm ngay cho mình 70.000 đồng so với giá bình thường các chị mua. Bình thường mọi người mua không chia sẻ giá có 299, còn bây giờ mua đi các chị ơi, chia sẻ like giùm em luôn. Sale có 229 thôi, nhớ kèm thêm cho em được chia sẻ nha. Đó, cái đầm này em đang cầm là 2X nè, các chị thấy chưa? Đó, mặc sao da vậy hết nè cả nhà ơi. Đó, em cầm như vậy rồi nha, là các chị thấy rồi đúng không ạ? Vậy mà như vậy mà giao hàng đến nơi mà các chị cần bảo chứ, giao hàng cờ không màu không giống trên line, nhìn không trông giống mẫu trên line nữa là thôi em bỏ tay luôn á. Đó nha các chị nha, tại vì tất cả những sản phẩm em mặc sao là em chị cũng lấy hàng ở kho mặc cho các chị mình thôi, không có khác gì hết đó. Mà em khổ lắm luôn, em không biết sao nữa mà vậy nè, nhau như vậy rồi mà em không biết các chị trên điện thoại các chị nhìn ra như thế nào. Mà các chị mình kêu chứ nhiều, một số chị bạn bảo chứ chị nhìn thấy cái màu nó không giống trên line em. Đó, chị nhìn thấy không giống trên line. Chắc có thể là các chị nhớ chữ hao ra dùng em một xíu. Có một số chị thì hơi kỹ tính một chút, nghĩa là mình muốn chọn cái màu y chang như cái màu trên điện thoại của mình. Nhưng mà như vậy thì không thể được đâu các chị. Tại vì điện thoại của mình nó còn có độ phân giải, mỗi điện thoại khác nhau. Nó sẽ có cái độ phân giải khác nhau. Nên là mỗi điện thoại các chị nhìn cái màu nó sẽ có một cái sự chênh lệch một chút. Thực sự là ít thôi chứ không có nhiều.
ít chứ không có nhiều. Nhưng mà chị nào kỹ tính thì các chị sẽ là nói về cái phần vấn đề đó, nhưng mà chị nào mình dễ các chị mình biết rồi đúng không? Nó chênh lệch một ít thôi, không nhiều, đậm nhạt một chút hay là sáng tối một chút xíu thôi nha. Nói cái này này thì các chị du di dùm em. Rồi DA1 à. Còn nếu mà chị nào mình kỹ tính thì mình có thể chỉ có cách là đến shop trực tiếp shop để mình mua thôi. Chứ em khổ lắm, em like trực tiếp dán em like gián tiếp qua coi cái điện thoại này rồi. Nên là các chị mình nhớ du di dùm em nha. 1207 nè. Đây nè, mannequin cũng có mặc cho các chị mình xem đây. Mannequin mặc size gì ra? Mannequin mặc 2X lực các chị ơi. Đây mannequin mặc 2X lực nha các chị, nên nó hơi to. Đây kẹp bớt này. Đây các chị nhìn nè. Mannequin đang mặc cái 2X này nó hơi to nha. Đầu kiếm cái đài. Đó mặc làm sao giao như vậy cho mình thôi. Khổ lắm luôn á, em giao như vậy mà các chị còn kêu là em không biết nữa, có một số chị sao bảo chứ các chị không biết trên hình các chị nhìn cái màu sao, điện thoại chị nhìn cái màu ra là sao, sao vậy các chị kêu là chứ không giống, không giống chị không nhận hàng. Trời ơi em thua luôn các chị ơi, em thua luôn đó các chị thấy chưa, như vậy còn không giống cái gì nữa thì em bó tay luôn. Rồi DA1207 nha, 1 229k mẫu này, 229k chị Hoa Tím 1207 cho em xin số điện thoại nha. Chị Nguyễn Thị Tuyết 1207 cho em thêm số điện thoại chị nha. Rồi 229k thôi, 229k thôi các chị. Đó mannequin là nó đang mặc cái size to chà bả lụa luôn, size 2X. Size ai mặc cho nó cái size 2X thì ta, size M đây đầy không mặc, lấy size 2X mặc cho nó rộp thùng thình. Rồi chị nào lấy đặt liền dùm em nha, 1207 nha, 1207 và kèm số điện thoại cho em luôn. Giá hôm nay sale cho mình luôn chỉ có là 229k, 229k mẫu này. Vải này là vải lụa nha các chị ơi, vải này là lụa mango cho các chị nha, lụa mango cho các chị mình đây, đẹp lắm, chất này mặc êm, chất này rất là ok, các chị mua đi. Vải này là mềm êm mát, không có nhăn nhầu cho các chị mình luôn, có độ co giãn cho mình, mặc rất là mát lạnh. Này em sale chỉ có 229k thôi nha, mã này là 1207, 1207 và kèm cho xin hỏi luôn, 1207 và kèm xin hỏi em chịu hàng chịu sai, lên đơn liền dùm em chịu hàng chịu sai đó. Như vậy mà còn không giấu cái gì nữa em cũng không biết luôn, khổ lắm luôn các chị ơi. Rồi chị nào mình lấy mẫu này đặt hàng sớm dùm em chịu hàng chịu sai. Mã này là DA1207 nha các chị, 1207 và kèm số điện thoại em chốt đơn liền trên like cho các chị. Giá chỉ có là, chỉ có giá là 229.000 đồng. Hàng em mặc làm sao em cam kết 100% giao hàng y chang như vậy cho các chị mình hết nha, không có khác gì hết trơn đó. Có điều là tại vì không có thời gian, em không phải lúc nào em like cũng có thời gian mà. Em mặc cho mannequin cái đầm, rồi sau này em mặc cái đầm, rồi em mang cái đầm ở kho, mang cho các chị so sánh để cho các chị biết hàng như vậy. Giống như trang vậy thì không có thời gian. Ai mà mua hàng nhiều shop em là mình biết rồi, đúng không ạ? Đó, thì ở đây tiện thể là ở đây cái 1207 nó có hàng ở kho với lại có mannequin mặc, em so sánh cho các chị mình thấy rồi luôn á. DA1207 nha, yên tâm đi. Tại vì hàng bên em mặc rồi em còn cho mình kiểm tra hàng trước khi mình thanh toán nha, nên là mình không có sợ bị mua lầm hàng hay gì hết. Mua về không vừa em còn hỗ trợ đổi size nữa cơ mà. Rồi DA1207 nha, giá em đang sale là 229k 1207. Có chị nào mình lấy mẫu này đặt liền dùm em, 1207 và kèm số điện thoại cho em nha, 1207 và kèm số điện thoại chốt sale liền trên like. Giá chỉ có 229k thôi, lên đơn hàng ngay bây giờ cho em 1207 và kèm số điện thoại. Có túi luôn nha, trong tầm từ 40kg đến 65kg là vừa, 40kg 65kg vừa, lên đơn hàng ngay bây giờ cho em 1207 và kèm số điện thoại nào, 1207 và kèm số điện thoại nha. Rồi nãy có chị kêu em lên đồ bộ đúng không, bây giờ sẽ lên cho mình cái đồ bộ mà em sale hôm nay là có 99k nè, vẫn còn hàng cho các chị để mình săn nha, để em lên đồ bộ 99k cho các chị. Rồi chị nào mình lấy mẫu nào đặt liền dùm em nha, mã hàng của điện thoại nha. Rồi tranh thủ mình lên đơn hàng sớm ngay bây giờ cho em luôn, mã hàng với điện thoại luôn. Rồi chuẩn bị em lên đồ bộ 99k cho nhà mình đây. Chị nào mình săn đồ bộ thì chịu chia sẻ livestream giùm em nha. Các chị chia sẻ livestream giùm em nè. Còn hàng luôn. Rồi 99k bộ em đang mặc, mã sản phẩm là 1239. 99k, chị nào mình lấy bộ này đặt hàng cho em là 1239 và kèm số điện thoại cho em nha.
1239 và kèm xin thoại 99k bộ em đang mặc nè, chất tôn lộ cho mình. Có túi và quần là có lưng thun cho các chị mình nha. Quần có lưng thun và form áo rộng cho mình mặc rất là thoải mái luôn. Có nút phía trước cho cả nhà. Mẫu em đang mặc trên người đây là 1239. Giá em sale 99k, hôm nay là em sale lấy lượt chia sẻ nên giá cực rẻ luôn. 1239 và kèm xin thoại cho em nha. 1239 và kèm cho xin thoại 99k bộ em đang mặc. 99k bộ em đang mặc nha. 1211. 1211 hả chị? 1211. Cái đầm đó còn ít lắm chị ơi. Để em xem thử coi. Ok, còn mà nó còn có mấy cái mỗi size chị, 2 cái M, 1 cái size L, 3 XL với lại còn cho mình 19 cái 2X nếu mình ưng mình đặt luôn chị nha. Rồi bây giờ đầm em đang mặc, quên, đồ bộ em đang mặc đây là DA1239. Em đang mặc trên người đây là 1239 và giá ngày hôm nay sale 99k. Rồi chị Thảo Nguyễn đợi em một xíu để tí nữa em mặc cái 1211 cho cả nhà xem. Rồi còn em đang mặc đây là 1239 đồ bộ. Rồi chị nào lấy đồ bộ đặt liền nha. 99k bộ em đang mặc. 99k mã là 1239 nha. Ok chị Kim Phương 1239 nè, 99k. Chị Nguyễn Trang 1239 sale giá 99k cho chị. Chị nào mới lấy mẫu này đặt liền giùm em 1239 và kèm xin thoại cho em nha. 4 size luôn các chị. Đầm này đồ bộ này em có 4 size ML, XL và 2X. Trong tầm từ 40kg đến 65kg là mình mặc vừa. Giá này sale là 99k. 99k bộ em đang mặc trên người. Lên đơn hàng ngay bây giờ cho em là 1239 và kèm xin thoại nha. 1239 và kèm xin thoại 99k. Chị nào mình lấy gặp liền giùm em. 99k bộ em đang mặc mã là 1239. 1239 kèm xin thoại 99k thôi. Ok chị Ngọc Tuyết em chốt cho chị nào 1239 nè. Chị nào mình lấy mẫu này đặt liền giùm em nha. 1239 kèm xin thoại. Phải tôn lộ mềm êm mát không nhanh nhậu cho mình. Và có 4 size. 99k bộ này là có 4 size luôn nha các chị ơi, chứ không phải là lẻ size còn một cái hai cái đâu, mà có 4 size luôn, có số lượng luôn. Và hôm nay sale lấy tương tác, chia sẻ like giùm em chốt cho mình bộ này 99k. Mã này là 1239. 1239 và kèm xin thoại cho em nha. 99k bộ em đang mặc trên người, nhanh tay mã này là 1239 99k. Ok chị Ngọc Trang 1239 99k cho chị nè. Chị nào mình lấy đặt hàng thì giùm em 1239 và kèm xin thoại cho em nha. Rồi bây giờ em tiếp tục qua thêm cho mình một cái mẫu khác nha. Ai lấy mẫu nào đặt hàng sớm giùm em là mã hàng với xin thoại trước đơn. Rồi 1211 đúng không ạ? À? Em lên 1211 cho cả nhà xem nè. 1211. Đợi em một chút nha. Chị nào mình lấy mẫu nào đặt hàng sớm giùm em, comment là mã hàng với số điện thoại em chốt đơn nha. Mẫu lên đây là 1211 và em chỉ còn cho mình là 2 cái size M, 1 cái size L, 3 XL, 19 2X cuối cùng rồi đây. Chờ em một xíu mặc nhanh cho các chị xem mẫu này. Trời ơi cái vải này mặc mát lạnh luôn, chất cô tông. Cô tông này là cô tông lạnh nha. Và vải này là thuộc dạng là vải dày dặn đó các chị. Nên là các chị mặc lên form nó chuẩn form cho mình. Rồi, mã này là DA1211. Sale luôn 199k cho nhà mình ngày hôm nay. Rồi ok chị Đào Nguyễn, em thấy chị đặt luôn rồi nè. 1239 ok chị Dung Cẩm luôn. Rồi bây giờ em còn cho mình là mẫu này còn 2 cái size M, 1 cái size L, 3 size XL và 19 2X. Đó lẽ là các chị mình bình thường các chị săn mẫu này em sale rẻ nhất là 249k. Ai theo dõi like nhiều là biết rồi, nhưng mà hôm nay em còn ít nên em sale luôn 199 cho mình nha. Sale luôn 199k, chị nào lấy đặt liền. Mã này là 1211 199k. 1211 sale giá 199k cho cả nhà mình luôn. Nhanh tay mình lên đơn hàng ngay bây giờ cho em nha. 1211 199k mẫu này. Có túi luôn nha cả nhà. Mẫu này có túi luôn. Túi này phía trước mình được vừa điện thoại luôn. Thiết kế cổ vét và đắp chéo qua như thế này. Chị nào thích cái phần cổ cao hơn á, mình có thể đính chỉ lại cũng được. Mã này là 1211 nha. 1211 sale giá chỉ có 199k. Còn 2 size M, 1 size L, 3 XL và 19 size 2X cuối cùng cho chị nào nhanh tay.
Comment ngay bây giờ cho em nha. DA1211 màu xanh đen. 1211 nha cả nhà ơi, 199k mẫu này quá là rẻ luôn. Tranh thủ các chị đặt hàng sớm ngay bây giờ cho em nha. Là mã hàng nạp với xịn thảm cho đơn. 1211 199k vải này vải xịn. Các chị mua về em đảm bảo chắc chắn các chị sẽ thích cái chất vải này. Nó dày dặn nhưng mà nó mịn và nó rất là êm và nó mát lạnh luôn cho các chị nha. Đầm này em sẽ sale cho các chị mình luôn. Với giá chỉ còn có là 199k thôi. 199k bộ em đang mặc trên người. Chị nào mình lấy đặt hàng ngay bây giờ cho em là 1211 và kèm xếp hỏi 199k. 1211 sale giá 199k lên đơn hàng ngay bây giờ cho em nha. 1211 và kèm xếp hỏi trong tầm từ 40kg đến tầm hoặc là 65kg là mình mặc vừa. Ai lấy mẫu này thì cứ đặt hàng ngay bây giờ cho em là 1211 và kèm xếp hỏi 199k bộ em đang mặc nha. 199k bộ em đang mặc trên người, mã này là 1211. Mẫu này là bán cực kỳ chạy hàng luôn đó các chị ơi. Chị nào ưng mình đặt liền đi. Chứ bình thường được trước các chị đặt là không có hàng luôn. Mà bình thường các chị mua giá là 299k, có đợt sale rẻ thì cũng 249. Còn bây giờ em sale có 199 thôi nè cả nhà ơi. Rồi chị nào lấy đặt nhanh cho em là mã với điện thoại liền em chốt đơn nha. Rồi bây giờ em tiếp tục quay thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo nữa đây. Đợi em vài giây nha. Ai lấy mẫu nào lên đơn hàng sớm giùm em. Là mã số sản phẩm với số điện thoại liền em chốt đơn hàng cho mình nè. Mẫu tiếp theo em lên xả kho cho mình nè. Mẫu tiếp theo lên xả kho cho mình là một cái mẫu đầm von. Mã sản phẩm là DA1159 đây. 1159 xem luôn. Một 159 đây cả nhà ơi. Em sẽ sale luôn cho các chị mình giá rẻ nha. Mẫu đầm này có cho mình đủ size nhưng size L em còn đúng 4 cái thôi nha. Xả kho giá sập sàn 1159 này cho các chị mình chỉ có 139.000 đồng thôi ạ. 139k đầm này chị nào lấy đặt liền giùm em ngay bây giờ. 139k mã này là 1159 cổ tròn tay ngắn túi hai bên bên trong lóc thun cô tông cho các chị mình luôn. 1159 xả kho 139k thôi. Rồi xong chưa các chị ơi, tranh thủ mình lên đơn hàng ngay bây giờ trên nha. Để em chốt đơn hàng liền trên like cho các chị. 1159 ạ, 1m55 55 52kg mặc được không em ơi chị? 60 tuổi mặc được không? À, có ngắn lắm không? 1m55 không ngắn đâu chị ơi. Và mình có size đó chị Tàu Nguyễn ơi, mình tranh thủ mình đặt luôn nhá. Mẫu đây có size luôn đó chị. Rồi em đang mặc trên người đây, chị nào lấy đặt liền mã sản phẩm là DA1159 và giá em sale là 139k giá xả kho. Dạ size to nhất em có là size 2X chị, là tầm khoảng là eo 84 85 hoặc là tầm 60 kg. Trung bình 1m6 là 60 kg, 65 kg chịu xuống hoặc vừa nha. 65 kg chịu xuống vừa. Rồi đầm em đang mặc trên người đây là DA1159, chị nào ưng đặt liền. Giá ngày hôm nay em sẽ sale cho các chị mình luôn là chỉ có là 139k mẫu này. 139k đầm em đang mặc trên người, chị nào lấy đặt liền giùm em ngay bây giờ. DA1159 và kèm số điện thoại cho em luôn. 139k nha cả nhà ơi. 139k mẫu đầm này và trong tầm từ 40kg đến 65kg vừa. Một cái mẫu đầm van hàn hai lớp túi hai bên bên trong lót thun cô tông và họa tiết rất là dễ thương, có họa tiết quả dứa lá dừa cho các chị nè. Cái này mình đi du lịch đi biển cũng ok luôn. Hôm nay em sale luôn cho các chị mẫu này nha, giá chỉ có 139k. Chị nào mình đặt hàng comment liền giùm em là 1159 và kèm số điện thoại cho em luôn. 78kg hả chị? 78kg hiện tại em không có size rồi chị ơi, tiếc quá. Em cũng có một cái đầm kia có giảm nhiều nhưng mà sợ không đến tầm 78kg đâu, nó tầm khoảng 70kg thôi. Rồi, không biết vòng eo mình bao nhiêu chị ha. Em có cái đầm kia chắc eo tầm khoảng là 90 á. Rồi bây giờ đầm này của em 1159, chị nào lấy đặt liền giá này sẽ là 139k mỗi này nha. 139k mã là 1159 nha. Đây em lên thêm cho mình mẫu này 1204 nè. Chất vải này là chất vải lai châu nè. 1159 ok chị thu đơn em chốt sale luôn 139k. Rồi bây giờ đầm này của em nha, mã này là 1204. Đây cái đầm này co giãn nè cả nhà.
Em đang mặc size M mà coi dễ nè, đó nên là size 2X có thể là tầm khoảng là 70 kg, hoặc là eo mình tầm khoảng 90 trở xuống mặc vừa. Mã sản phẩm riêng cái mẫu này coi giãn nhiều thôi, mã sản phẩm 1204. Rồi em còn cho mình 4 size M, 5 size L, còn lại 15XL và 18 2X. Sale luôn nha, 199k. Mình hơn các chị mua bộ này, đầm này là 399.000 đồng. 399.000 đồng thì ngày hôm nay sale luôn còn 199k cho mình. 199k, mã sản phẩm là 1204. Cái này em có đúng một màu duy nhất, không có màu khác nha. Nguyên một dàn hoa thêu đẹp cho hoành tráng luôn cả nhỏ, xuất sắc. Rồi vải này là la dông lọc miễn tre luôn, vừa mềm vừa mịn vừa êm vừa mát, là vừa co giãn là 4 chiều cho các chị mình ha. Mã này là DA1204 và giá ngày hôm nay em sẽ sale cho các chị mình luôn 199k. 199k mẫu này, 1204, và kèm điện thoại cho em nha. 1204 và kèm trang điện thoại, em chốt đơn liền trên live cho cả nhà mình luôn. Với giá chỉ có là 199k, đầm em đang mặc trên người. Chị nào mình lấy đặt liền giùm em ạ, chị Thảo Nguyễn 1211. Rồi ok chị nha, em chốt đơn hàng cho chị Thảo Nguyễn luôn. Rồi các chị ơi, đầm em đang mặc trên người với mã sản phẩm là DA1204. 1204 chốt sale luôn, giá chỉ có 199k thôi. Và các chị trong tầm từ 40 kg đến 65 kg vừa, chị thu đơn đây. Vải này là vải la dông. Vải la dông này thực sự là bên em đã gắn bó với chất vải này từ những cái năm đầu tiên bên em may hàng cho các chị, đến tận bây giờ là cũng phải 5-6 năm trời rồi. Đó, các chị cứ mua thử trải nghiệm đi các chị, vải này siêu êm luôn. Nó co giãn rất nhiều, nhưng các chị mặc thời gian dài không bao giờ bị chảy nhỏ vải, và cũng không có bị xù lông, không bị gì hết trơn á. Mặc rất là mát lạnh luôn, co giãn cực kỳ tốt nha. Ok, em chốt cho chị bà nội gấu môn nè, 1204 nè. Đầm này là 40 kg đến 70 kg vừa, eo 90 trở xuống vẫn vừa cho em. Eo 90 trở xuống vẫn vừa luôn, co giãn cực kỳ là tốt cho các chị nha. Rồi đầm này em sale là chỉ có 199k thôi đó. Rồi ok, chúc cho chị Tiên Nguyễn luôn. Rồi DA1204 em đang mặc trên người, ai lấy mình đặt liền giùm em nha. 1204 và kèm cho em xin thoại luôn cả nhà ơi. Giá hôm nay em sale cho các chị chỉ có là 199k đầm em đang mặc. Bình thường đầm này các chị mua phải là giá 399.000 đồng, còn ngày hôm nay em xả kho luôn còn 199 thôi. Mã này là 1204, lên đơn hàng liền dùng em 1204 và kèm số điện thoại cho em nha. 199k đầm em đang mặc nha, 199k. Còn chị nào lấy nhanh tay em dành cho mình thêm 30 giây nữa để săn mẫu này nha. 30 giây nữa để săn mẫu này, chị nào lấy đặt liền giùm em 1204 và kèm số điện thoại 199k mẫu đầm này. Nhanh tay mình lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn ạ. 1204 kèm số điện thoại mẫu chị mua. Dạ đúng rồi chị, mẫu đó em sale cũng 199 luôn đó chị nha. Rồi 1204 đầm em đang mặc sale 199k. Chị nào mình đặt hàng tranh thủ lên đơn hàng sớm ngay bây giờ luôn ạ. Vải la dông co giãn cực kỳ tốt, mềm êm và mát lạnh vô cùng. Mềm êm và mát lạnh vô cùng luôn nha các chị. Giá đây sale chỉ có 199.000 đồng. Chị nào mình lấy mẫu nào đặt hàng sớm ngay bây giờ cho em làm mã hàng. Với số điện thoại em chốt đơn liền trên like cho cả nhà mình luôn nha. Xong chưa các chị ơi, bây giờ em sẽ qua thêm mẫu đầm khác được chưa ạ? Một cái đầm dự tiệc đẹp như thế này mà có 199k là quá rẻ. Ok chị Tiên Nguyễn em chốt 1204 199k. Bình thường mình phải mua 399k thì hôm nay mình chỉ có giá là 199k thôi, tội gì không săn cả nhà ơi. Rồi bây giờ sẽ tiếp tục qua thêm cho mình một cái mẫu đầm nữa nha. Tiếp tục lên thêm cho mình một cái mẫu đầm nữa với chất vải của nó là vải lụa mango cho các chị mình nữa đây. Mã tiếp theo là 1221. Trời ơi, đầm này hôm nay sale rẻ luôn nè. Đáng lẽ ra các chị mua là 299 thì hôm nay các chị đặt em sale chỉ có là 199k thôi. 199k thôi các chị ơi, mã này là 1221 nha. 1221, chị nào đặt hàng comment liền dùm em. Thiết kế sẽ là cổ đắp chéo cho mình, tay lỡ có bàn eo nè, có túi cho mình luôn và dây khóa kéo là đằng sau. Mã đầm em ra mặt trên người đây là 1221 và em sale luôn cho mình chỉ có giá là 199k. 199k mẫu đầm này thôi cả nhà ơi, chị nào lấy đặt hàng sớm dùm em nha. Mình để lại đúng cú pháp cho em là mã hàng nè. Với số điện thoại này em chốt đơn ngay bây giờ cho cả nhà mình nha. Chỉ có giá 199k mẫu đầm này. Đầm này em có 4 size ạ, ML, XL và 2X. ML, XL và 2X và trong tầm từ 40 kg đến 65 kg mặc vừa. Nhanh tay mình lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn nha. DA1221 và kèm xin hỏi cho em. 1221 và kèm xin hỏi cho em nha cả nhà ơi. Ui, trời ơi, nó mới ngủ dậy nè. Mới
ngủ dậy nè, cái mặt nè. Rồi chị nào lấy đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ nha. 1221 và kèm số điện thoại cho em luôn nha. 1221 và kèm số điện thoại, giá ngày hôm nay em sale luôn nha. Chỉ có là 199k đồng này, thiết kế sẽ là cổ đắp chéo cho mình. Có túi luôn, bình thường các chị mua mẫu này là 299k. Thì hôm nay các chị săn sale chỉ có giá là 199k bộ đầm này thôi. Chị nào mình lấy đặt hàng sớm giùm em nha. Em trừ hàng trừ size liền trên like cho cả nhà mình luôn. Nhanh tay các chị ơi, chất vải này đẹp nè. Lụa mango cho các chị mình ha. Mình mặc nó sẽ rất là êm, mềm mát, co giãn cho mình. 40kg, 65kg vượt vải này có độ co giãn nhẹ nè. Độ co giãn như thế nào em test trực tiếp trên like cho các chị mình luôn. Rồi chị nào mình lấy đặt hàng sớm giùm em luôn. DA1221 và kèm số điện thoại cho em nha. 1221 và kèm số điện thoại em chốt sale liền trên line này. Chỉ có giá 199 rồi, bây giờ em sẽ tiếp tục nha. Qua thêm cho mình một cái sản phẩm khác, các chị chờ em một xíu em đổi thêm mẫu khác cho mình. Ai lấy mẫu nào đặt hàng sớm giùm em luôn. Là mã hàng với số điện thoại em chốt sale cho cả nhà mình nha. Rồi đợi em vài giây em chuyển thêm cho mình một cái đầm khác nữa đây. Đợt này thì quá trường đầm đẹp và giá rẻ, tranh thủ mình ưng mẫu nào các chị lên đơn liền luôn nha. Mẫu tiếp theo em lên cho các chị mình ở đây là 1223. Đầm này em gần hết hàng rồi các chị ơi. 1223 sale luôn 169 nè. Rồi 1223 vải lụa mango cho các chị mình đây, 1223. Mẫu này em sale luôn nha, 169k. Cái này em còn cho mình à, hình như không có đủ hàng đâu, không đủ size đâu, 1, 2, 3. Còn có size 2, cái size M, size L em cũng hết hàng luôn. Còn lại là em còn XL với 2X. Vậy là chỉ còn size M, XL với 2X thôi. Em sale luôn 169k mẫu này. 169k mẫu này nha. Chị nào mình lấy đặt liền dùm em ngay bây giờ luôn. 1, 2, 2, 3 và kèm số điện thoại. 1, 2, 3 và kèm số điện thoại. Rồi ok chị. Chị đầm đó là mã là 1, 2, 1. Đầm hoa cúc to to vừa nãy em mặc đúng không ạ? Mã là 1221 chị bà nội gấu nha. À, rồi, đầm này của em là 1223 xã luôn 169. Em còn 3 size, CM, XL với 2X nha. Rồi cho chị đầm em đang mặc, chị bảo đầm màu tím này là 1223 chị Bảo Ngọc, à, chị Bảo ơi. Còn cái 1221 này là hoa cúc to này là em là 1221 theo sale là 199.000 đồng nè. Không biết mình muốn hỏi mẫu nào, em sợ là đây chờ mình hỏi mẫu này thì đây là 1221 chị nha. Còn em đang mặc là 1223. 1221 199 còn 1223 này em xả luôn còn 169k, 169k cho các chị có túi luôn nha. 40kg với 65kg vừa, chị nào lấy nhanh tay đặt liền giùm em. 1223 và kèm số điện thoại cho em luôn. 1223 và kèm số điện thoại 169k mẫu này. Vải này êm mềm mát và sẽ có co giãn luôn, có túi cho mình luôn nha. 40kg đến 65kg là mình mặc vừa. Nhanh tay mình lên đơn hàng ngay bây giờ cho em để em chốt sale liền trên like cho cả nhà mình luôn. 1223 và kèm số điện thoại cho em nha. Nền tím, họa tiết hoa cúc, họa mi trắng cho mình, phần cổ là phối ren cho mình rất là xinh. Giá hôm nay em sale cho mình 169k thôi ạ. Rồi chị nào mình lấy nhanh tay mình đặt hàng ngay bây giờ cho em nha. Ở đây em cao mét 62 nặng 47kg thì form này mặc dài tới đây. Form này rất là dễ mặc, không có kén dáng đâu cả nhà ơi. Đầm này thì có dây khóa kéo phía đằng sau cho mình nữa nha. Mã đầm này của em là DA1223. 123 sale giá 169. 1223 sale giá 169k. Ai ưng mẫu này đặt liền giùm em. Còn cho mình size M, size XL và size 2X. À em còn có cái màu đen này giới thiệu cho các chị mình luôn. Chị nào thích đen thì lấy cho em 1224 nha. Chị nào thích đen lấy cho em 1224, giá em sale luôn cho mình nha. Hoa cúc to là 1221 chị Bảo nha. Rồi chị nào thích đen lấy cho em 1224, giá em sale luôn là 169k luôn ạ. À. Màu đen này còn cho mình size M, size L và 3 cái size 2X. Size M, size L và 3 cái 2X đó. Đen thì là 1224, còn size M, size L và 3 cái size 2X cuối cùng sale luôn 169. Ok chị Tình Võ Võ em chốt đơn hàng cho chị luôn 1201. Ok chị bà nội gấu nha. Rồi bây giờ đầm em đang mặc trên người, chị nào lấy đặt liền dùm em ngay bây giờ em chốt đơn hàng cho cả nhà mình luôn nè. Nhanh tay cả nhà ơi, 1224 màu đen nè. 1224 màu đen còn size M, size L và size 2X. 1223 màu tím thì còn size M, size XL và size 2X đó. Sale luôn trên line này cho cả nhà mình luôn, giá chỉ có 169k, form đầm y chang nhau nha, chỉ khác màu sắc thôi. Đó. Chị khác màu sắc thôi, không khác gì hết, vải cũng giống nhau luôn. 169k chị thích, chị nào thích màu nào cứ lấy màu đó cho em nha. Số lượng đang gần hết hàng rồi, hôm nay sale quá rẻ các chị, 169k một đồng.
169k một đầm thôi nè. 1224 một đầm màu đen và 1223 màu tím. Chị nào mình lấy mẫu nào đặt liền dùm em ngay bây giờ, em chốt đơn hàng cho mình luôn. Rất là rẻ nha cả nhà ơi, tranh thủ lên đơn hàng càng sớm càng tốt dùm em. 169 thôi nha. Tím là 1223. Tím là 1223 và đen là 1224. Đen là 1224 nha các chị, sale xả 169k mẫu này. 169k mẫu này. Còn chị nào lấy nhanh tay đặt đi dùm em, đem ướm thử màu đen cho các chị xem, khỏi mặt nha, ướm thôi được rồi ha. Đó, cái kiểu y chang nó khác màu thôi. Đó, đây là 124 nè. Chị nào thích đen thì lấy cho em màu này. Đó, nền đen hoa cúc họa mi trắng. Đợt này là đang hot trend hoa cúc họa mi ha. Đó, các chị nhìn dùm em xinh chưa. Đen là 124 nha. Và tím là 123. Giá em sale đồng giá cho mình là 169.000 đồng. 169.000 đồng luôn. Chị nào mình đặt hàng comment ngay bây giờ cho em là mã hàng nè, với số điện thoại cho em luôn, để em chốt đơn ngay bây giờ cho cả nhà mình luôn. 169k thôi nha cả nhà ơi. 169k. Còn chị nào lấy đặt hàng ngay bây giờ cho em luôn là mã hàng, với số điện thoại em chốt đơn nha. Nhanh tay cả nhà ơi. Rồi bây giờ em sẽ lên thêm cho mình sale thêm một cái mẫu đầm body cho cả nhà mình nữa nha. Đợi em vài giây. Chị nào lấy mẫu nào đặt hàng sớm giùm em là mã hàng, với số điện thoại em chốt đơn hàng cho nhà mình nha. Một hai cúc to. Chị ơi, chị bảo bảo comment mã giùm em nha. Rồi. À, đó là trường hợp đặc biệt chị bà nội gấu mua nơi. Chứ bình thường thì khách không có đó, đó. Nhưng mà nếu mà trường hợp đặc biệt nào thì mấy bạn sẽ giải thích cho mình sau chị nha. Rồi, bây giờ đầm em đang mặc trên người 1214. 1214 nha cả nhà ơi. Em còn cho mình hai size cuối cùng. Trời ơi, ba cái size XL và 13 cái 2XL.